Chào mừng các bạn đến nghe chuyện hay.com. Nếu thấy hay cho mình một đăng ký kênh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta, Nọc Độc, bắt đầu khế ước giáo hoa. Convert, chương 284, không cho phép lại hôn trộm ăn một mình. Huyết thỏ mang theo Lãnh Vô Yên, hai người lòng như lửa đốt chạy đến đoạn cơ nguyệt á à. Kết quả vừa qua tới, nhìn thấy trước mặt cảnh tượng này. Hai người tại chỗ sừng sốt, chỉ thấy đoạn cơ nguyệt bây giờ đang tĩnh tọa tu luyện. Trên thân đang phát ra đậm đà khí huyết. Nếu là dạng này cũng coi như, hai người cũng không phải chưa thấy qua đoạn cơ nguyệt tu luyện. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, đoạn cơ nguyệt trên người lao nhanh khí huyết rất là kỳ quái. Toàn thân cao thấp cũng là màu đỏ tươi, duy chỉ có cánh tay phải. Cái kia bộ phận khí huyết lại là thật sự u lục sắc. Cùng một thời gian bên trong, trên thân lại có hai loại khác biệt khí huyết. Đứa là Lãnh Vô Yên cùng huyết thỏ chưa từng thấy. Giữa đó, Lãnh Vô Yên hoặc là đỏ cả sắc, hoặc là dưới trạng thái mạnh nhất u lục sắc. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lãnh Vô Yên nghiêng đầu hỏi hướng huyết thỏ. Thỏ thỏ, đoạn cơ nguyệt tỷ tỷ đây là có chuyện gì? Ca cũng không biết ha, huyết thỏ lắc đầu nói. Trong lòng Lãnh Vô Yên lo lắng, dừng lại không được mấy người đoạn cơ nguyệt kết thúc tu luyện. Trực tiếp mở miệng hỏi, đoạn cơ nguyệt tà tà, có thể tạm dừng một chút đi. Ca có việc gấp. Nghe được Lãnh Vô Yên âm thanh, đoạn cơ nguyệt lông mi khẽ run lên, sau đó khí huyết trên người bắt đầu nhẹ nhàng thu nhỏ. Thẳng đến khí huyết trên người toàn bộ tiêu tan, đoạn cơ nguyệt lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Chờ Lãnh Vô Yên mở miệng, đoạn cơ nguyệt nói thẳng, là đang lo lắng về nom sao. Ân, Lãnh Vô Yên gật đầu, ca á sắc thế nào, ca ở bên ngoài gọi hắn cũng không có phản ứng. Rõ ràng chưa đó một gọi hắn liền sẽ lập tức trả lời tê ca. À lo lắng dò hỏi, Lãnh Vô Yên không biết, khi nói ra câu nói sau cùng. Huyết thỏ cùng đoạn cơ nguyệt tâm bên trong đồng thời thoáng qua một tia hâm mộ ý vị. Một hô lê đế, đãi ngộ này, thật hâm mộ. Quyết tâm bên trong suy nghĩ, đoạn cơ nguyệt đứng dậy. Hướng đi Lãnh Vô Yên giữ chặt tay của nàng nắm thật chặt. Không có việc gì, á sắc ý là cho ta trị liệu cánh tay kiệt lực. Bây giờ đang ngủ say đâu, không cần gấp gáp. Chờ khôi phục lại là được rồi. Bởi vì trị liệu cánh tay của ngươi à kiệt lực. Trong mắt Lãnh Vô Yên kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng à, Venom tại sao muốn trị liệu cánh tay của ngươi à? Huyết thỏ cũng rất tò mò. Kể từ Tô Lê có thể tùy tiện đi vào nàng Quảng Hàn cung sau. À liền không tiếp tục chú ý Tô Lê tiến vào. Đoạn cơ nguyệt giữ chặt Lãnh Vô Yên cùng huyết thỏ ngồi chung xuống. Tinh tế đem đối chiến thái bạch kim tinh quá trình nói ra. Nói các ngươi ò gặp được nhị lang thần cùng hạo thiên khuyển. Huyết thỏ nghe được đoạn cơ nguyệt nói đến phần sau đi ra ngoài nhị lang thần, lúc này hoảng sợ nói. Bọn hắn biết huyết nguyệt chi độ sự tình là Venom làm. Huyết nguyệt chi độ, cái này đến phiên đoạn cơ nguyệt ngây ngần cả người. Huyết nguyệt chi độ à biết, ca nghe nói năm nay không biết vì cái gì bỗng nhiên lê tắt đi. Nghe nói là chuyện gì xảy ra. Dĩ vãng tiến vào huyết nguyệt chi độ thủ đoạn đều mất hiệu lực. Huyết thỏ đem huyết nguyệt chi độ sự kiện cùng đoạn cơ nguyệt đơn giản nói một lần. Đoạn cơ nguyệt bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn về phía chung quanh, thì ra, nơi này chính là huyết nguyệt chi độ A. Ca ở đây đã lâu như vậy, thế mà mới biết được. Cái này cũng bình thường, có thể đi vào nơi này L4 cá nhân. Lãnh Vô Yên, huyết thỏ, Cố Thư Giao, đoạn cơ nguyệt. Cố Thư Giao căn bản vốn không biết, không có người hỏi huyết thỏ, nàng tự nhiên cũng không nói. Lãnh Vô Yên lại là tính tình lãnh đạm, căn bản sẽ không chủ động nói ra. Cho nên mới dẫn đến đoạn cơ nguyệt bây giờ mới biết đây là huyết nguyệt chi độ. Trở lại chính đề, đoạn cơ nguyệt tiếp tục đem về sau đi qua nói ra. Ó đế à muốn trộm thân Tô Lê tiếp nhận bị phát hiện thời điểm. À cố ý đem chuyện này ẩn giấu đi, không có cách nào, quá mắc cỡ. Chỉ là à mặc dù không nói, huyết thỏ cùng Lãnh Vô Yên nhìn thấy đoạn cơ nguyệt cái kia bỗng nhiên hồng nhuận gương mặt. Hai người liếc nhau một cái, khóe mắt mỉm cười, không có vạch trần. Các nàng ó tê à cũng là người từng trải. Tự nhiên biết trong này xảy ra thứ gì. Đem chuyện đã xảy ra đều kể xong sau đó. Lãnh Vô Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ca á sắc chứa đó cũng có qua một lần lực kiệt tình huống. Chờ khôi phục lại thì không có sao. Ân,
Huyết Thỏ cùng Đoạn Cơ Nguyệt điểm gật đầu. Đoạn Cơ Nguyệt bỗng như nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng nói. Bất quá tê ca có một chút không rõ. Thế nào, có vấn đề gì đi? Huyết Thỏ mở miệng hỏi. Lúc trước hắn ó cùng ta xin lỗi, ó lộng phế đi cánh tay của ta, ó sẽ giúp tê ca giải quyết. Từ lúc đó ngữ khí của hắn đến xem, á sắc rõ ràng không có năng lực giúp ta trị liệu cánh tay. Kết quả ra ngoài đem cái kia SS cấp nửa mức yêu đế ngược sát, cầm vương cấp tinh nguyên sau đó. Cả á sắc bỗng nhiên LA xông lại nói với ta á sắc có biện pháp. Ngay lúc đó ngữ khi ta nhớ được, từ trong có thể cảm nhận được từ từ tự tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía trước một giây còn không có biện pháp tới, một giây sau là có thể trị liệu. Huyết Thỏ lắc đầu, à cũng không biết, cùng Đoạn Cơ Nguyệt cùng nhau nhìn về phía Lãnh Vô Yên. Muốn nói ai biết đây là cái tình huống gì, chỉ có cùng Venom ở chung dài nhất, hơn nữa ò ra hạn khế ước Lãnh Vô Yên biết. Bất qua Lãnh Vô Yên cũng là đồng dạng lắc đầu, ca cũng không biết. Ta, không yên, ưa cũng không biết sao, ưa âu à Venom chủ nhân sao? Đoạn Cơ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Lãnh Vô Yên bất đắc dĩ nở nụ cười, các ngươi thấy ta giống chủ nhân sao? Ca á sắc a mới là chủ nhân, theo lời nói của hắn, tê ca chẳng qua là tòa kỵ của hắn mà thôi. Lãnh Vô Yên nhìn về phía trên mặt đất ngủ say Venom. Trong mắt tràn đầy nhu tình, nhìn một hồi, à mới quay đầu nhìn về phía hai người nói. Cho nên nói, tê ca cũng không biết rất bình thường. Huyết Thỏ gật gật đầu, chính xác như thế. Kỳ thực, trong lòng Lãnh Vô Yên là có chút đoán. Giữa đo à LA đã từng hỏi qua Venom. Chỉ bất quá Venom không cùng à chứng minh thôi. Đi qua Đoạn Cơ Nguyệt hỏi lên như vậy, Lãnh Không Yên càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Gặp không có việc gì, Lãnh Vô Yên trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Tất nhiên không có việc gì, vậy ta đi về trước, tê ca rời đi quá lâu. Huyết Thỏ cũng gật gật đầu, vậy ta cũng trở về đi, tê ca cái kia vừa có chút khuôn mặt. Lãnh Vô Yên nhìn về phía Đoạn Cơ Nguyệt, nhẹ nhàng nói, na Venom liền nhờ cậy ưa chiếu cố. Cũng không thể ăn một mình hôn trộm a. Huyết Thỏ nháy nháy mắt nghịch ngợm nói. Đoạn Cơ Nguyệt sắc mặt lúc này vụt một cái biến đỏ. Tốc độ kia nhanh không gì sánh kịp. Không biết còn tưởng rằng Đoạn Cơ Nguyệt tạ đơn độc tu luyện đầu khí huyết đâu. Nào có thân, thân á sắc, tê ca không có trộm. Đoạn Cơ Nguyệt lời nói không có mạch lạc nói. Đầu hỗn loạn tưng bừng. Các nàng làm sao mà biết được. Mắc cỡ chết người ta rồi. Nhìn thấy Đoạn Cơ Nguyệt phản ứng. Hai người liếc nhau cười cười, ly khai nơi này tùy ý Đoạn Cơ Nguyệt lộn xộn. Cùng lúc đó, một chỗ hoang tàn vắng vẻ núi lớn nội bộ, Bạch Trạch cùng Nhị Lang Thần nhìn xem trước mặt á à một đoàn bị phong bế tạ trong suốt tinh nham trong bình chất lỏng màu đen. Chỉ thấy á à đoàn màu đen chậm rãi ngọ nguậy, ô à duỗi ra xúc tu dò xét lấy chung quanh. Chương 285 Bạch Trạch bồi dưỡng nhị đại nọc độc. Cái này đoàn chất lỏng màu đen chính là Nhị Lang Thần cùng Hạo Thiên Khuyển từ Tô Lê cái kia giành được một nửa cánh tay. Để cho Nhị Lang Thần cách không thanh trừ bên trong huyết nhục sau đó, Bạch Trạch trực tiếp cầm cái này trong suốt tinh nham bình phong bế. Nhị Lang Thần quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch hỏi. Bạch Trạch, thứ này có thể giết chết cái kia màu đen ra hỏa. Không tệ, Bạch Trạch gật đầu đáp, cái kia màu đen ra hỏa tên là Venom. Ca đã từng thấy qua á sắc. Bất quá là dùng phương thức nào đó nhìn thấy. Nhìn thấy hắn thời điểm ta cảm thấy về sau sẽ không còn gặp lại được. Ở đây Bạch Trạch phương thức nào đó tự nhiên là điện ảnh. Ó trở về chính đề. Venom là thuộc về cộng sinh sinh mạng thể. Nhất định phải có một cái phụ sinh thể mới có thể hành động. Loại sinh vật này rất là kinh khủng phiền phức. Bởi vì thân thể của hắn càng giống là chất lỏng. Cho nên thường xuyên có thể dùng ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương thức tấn công. Nhị Lang Thần khẽ gật đầu, biểu thị đối với Bạch Trạch thuyết pháp tán đồng. Đang đối chiến Thái Bạch Kim Tinh thời điểm, bọn hắn LA đứng ngoài quan sát qua Tô Lê tiến công Thái Bạch Kim Tinh lúc tình huống. Mấy chục con xúc tu công kích thì tương đương với nhiều mấy chục con tay. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, chớ nói chi là Tô Lê mấy chục con tay. Nếu không phải là Tô Lê cùng Thái Bạch Kim Tinh đánh quá lâu, trạng thái không tốt. Tăng thêm á sắc Nhị Lang Thần cùng Hạo Thiên Khuyển cùng nhau hành động. Một đối một tình huống phía dưới á sắc cũng không dám ó có thể cưỡng chế ra hỏa này. Thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm. Bất quá Nhị Lang Thần ngã là nghi ngờ nói.
vậy cái này cùng ngươi để cho TK cướp tới a à, đoàn chất lỏng có quan hệ gì? Ha ha, Bạch Trạch khẽ cười nói, có, quan hệ rất lớn, chủng cộng sinh thì mặc dù kinh khủng, nhưng bọn hắn lại có mấy cái nhược điểm chí mạng. Nhị lang thần đáp, ư ó là hỏa diễm cùng sóng âm. Bạch Trạch gật gật đầu, không tệ, bất quá nhị lang thần ưa cũng minh bạch, Venom đã không sợ hai cái này nhược điểm. Nhưng còn có một cái nhược điểm, TK còn không có đã nói với ngươi, cũng là chí mạng nhất. Nhị lang thần nhíu mày đảo, liền một bên Hạo Thiên Khuyển cũng không nhịn được vểnh tai nghe lén. Chủng cộng sinh thể, cũng là thông qua phân liệt sinh sôi. Tỷ như trước mặt chúng ta một đoàn chất lỏng, tương đương với ý là cái kia Venom hài tử. Bọn hắn cái này cộng sinh thể, có một khỏa 10 phần đáng sợ đặc thù. Đó chính là phân liệt sau đó cộng sinh thể, thực lực lại so với đời trước mạnh hơn. Không chỉ có thể kế thừa đời trước cộng sinh thể tất cả đặc điểm, còn có thể ưu hóa tiến hóa ra đời trước không từng có ưu thế. Nhị lang thần nhíu mày, nhìn về phía trước mặt trong suốt tinh nham bình bên trong, đoàn kia chất lỏng màu đen. Lon này bên trong chất lỏng, sẽ so với chúng ta nhìn thấy Venom mạnh hơn. Vậy ngươi vì cái gì giữ lại á sắc? Rõ ràng cái kia đã mạnh đến mức có thể tự mình đánh giết SSS cấp yêu đế. Nếu là tới một cái nữa, vậy chúng ta áp lực lớn hơn. Nhị lang thần không hiểu nhìn về phía Bạch Trạch, không rõ á sắc trong hồ lô muốn làm cái gì. Ha 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 ha, nhị lang thần quá lo lắng. Bạch Trạch cười ha ha lấy. Bọn hắn trùng cộng sinh thể, đời sau sẽ đặc biệt căm hận đời trước. Đừng nhìn đời trước là đời kế tiếp cha mẹ, nhưng đời sau đuổi kịp một đời lại thuộc về thù truyền kiếp. Đụng vào kết quả chính là nhất định phải chết một cái, không có thứ hai kết quả. Thật sự, nhị lang thần hồ nghi nói. Tại sao có thể có loại này như vậy tà tính chủng tộc? Nhi tử nhất định so lão tử mạnh, nhưng là tử thù. Cho nên ưa dự định bồi dưỡng được tới nhị đại Venom. Sau đó để hắn đã giết cái kia một đời Venom. Không tệ, Bạch Trạch gật đầu nói. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ biện pháp nào. Chủng cộng sinh thể năng vô hạn tiến hóa tiếp, tăng thêm có huyết thỏ ban cho không gian kỹ năng. Chúng ta căn bản không có cách nào đi đối phó hoa sắc. Đã như vậy, vậy không bằng để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Nghe được nhị lang thần giảng giải, nhị lang thần gật gật đầu. Chỉ là, vì cái gì trong cảm giác đoàn chất lỏng màu đen còn giống như không có thức tỉnh tựa như. Hẳn là đói bụng, Bạch Trạch trầm tư nói. Đói bụng, nhị lang thần nhìn về phía Bạch Trạch. Vậy hắn muốn ăn cái gì không? Đầu, địch nhân đầu. Nhị lang thần khẽ cười một tiếng. Ăn hết địch nhân đầu sao? Nhô lên tới cùng chúng ta yêu thú không sai biệt lắm. Nếu không phải là ta tự mình từ trong tay nhân loại đoạt được, ta còn thực sự hoài nghi á sắc cùng chúng ta là đồng loại. Đi, tất nhiên Bạch Trạch ưa đối với nó hiểu rõ như vậy. Ca cũng không nhiều hỏi đến, ALE đi về trước. Bạch Trạch lập tức hướng nhị lang thần hành lễ nói, hôm nay đa tạ nhị lang thần đến đây xuất thủ tương trợ. Sau đó linh đào đại hội, TK phần kia liền cho nhị lang thần. Nhị lang thần tâm thần khẽ động, trên mặt không có biểu lộ ra, ha ha cười nói, thật dễ nói, vậy ta LE cảm ơn Bạch Trạch huynh. Đi thong thả, chờ nhị lang thần mang theo Hạo Thiên Khuyển sau khi rời đi. Bạch Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra trong mắt ẩn tàng thật lâu điên cuồng. Linh đào, đại hội sao? Tô Lê chìm vào sâu đậm trong ngủ mê, trong mộng. Một mực có một cái toàn thân màu trắng da hỏa không đứng ở bên cạnh gào thét. Thỉnh thoảng ò mang đến một chút loạn thất bát tao, giống như là đủ loại động vật đầu óc đồ vật. Tô Lê cảm thấy rất là bực bội, toàn thân màu trắng da hỏa mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn ầm ĩ tới ầm ĩ chết. Đơn giản phiền chết, nếu không phải là xem ở á sắc mỗi ngày lấy đồ tới hiếu kính á sắc, hắn đều muốn máy động đâm đâm chết á sắc được. Bất quá cũng may á sắc mỗi ngày không ngừng đưa tới đầu óc để cho á sắc bổ sung năng lượng. Tô Lê ý thức càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, Tô lui ra bắt đầu có thể nghe được một vài câu. Bạch Trạch đại nhân, đớ là hôm nay phân thu hoạch. Mới 300 cái. Không có cách nào, phụ cận yêu thú đều giết không sai biệt lắm. Còn lại, cũng là S cấp, chúng ta không hiếu động. Có cái gì không hiếu động? Ở đây mấy trăm năm chưa từng gặp qua một lần nhân loại,
bọn hắn lưu tại nơi này cũng là ăn cơm khô. Còn không bằng vì ta làm cống hiến. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Gờ à, Bạch Trạch sao? Tô Lê trong đầu thoáng qua ý niệm, thì ra Bạch Trạch dài dạng này. Toàn thân bệnh thoi thóp, giống như là gần đất xa trời bộ dáng. Bất quá đừng nói, bộ dáng này, nếu là lại mập chút, đó chính là hiển nhiên hình chiếu trùng. Ân, thật thích hợp. Xem ở Á Sắc mỗi ngày cung cấp nhiều năng lượng như thế phân thượng. Tô Lê quyết định trước tiên không giết gà, chờ làm rõ kế hoạch của hắn. Đến lúc đó lại để cho hắn chết thống khoái chút. Trong Quảng Hàn Cung, Lãnh Vô Yên, Cố Thư Giao, Đoạn Cơ Nguyệt vây quanh ở trong một đoàn chất lỏng màu đen yên tĩnh tu luyện. Bỗng nhiên, ở giữa đoàn chất lỏng màu đen phát ra một tiếng lười biếng, giống như là duỗi người âm thanh. Ồ oa, ngủ sảng khoái. Nghe được động tĩnh, ba người đồng thời mở to mắt. Kinh hỉ hô, vê nom, ưa khôi phục lại. Quá tốt rồi, ưa không biết chúng ta lo lắng nhiều ưa. Tô Lê cười nhạt nói, lo lắng tê ca làm gì, ý là thoát lực, lại không chết được. Thế giới này kẻ muốn giết ta còn chưa ra đời đâu. Ca Á Sắc tự tin nói, chợt thấy một bên Cố Thư Giao. Liền á nặng lên tiếng hỏi, a, Cố Thư Giao ư ư tê ê à tạ á à. Ca Á Sắc nhìn về phía Lãnh Vô Yên, chúng ta rút quân về võ thành. Lãnh Vô Yên gật gật đầu, 7 ngày phía trước, chúng ta trở về. 7 ngày phía trước, Ca Á Sắc ngủ mê 7 ngày. Chương 286 hình chiếu trùng chúa tên gọi Hằng Nga. Nhìn thấy Tô Lê tỉnh lại, Lãnh Vô Yên đưa tay đem hắn nâng lên tới. Tỉnh liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tô Lê cảm thụ được Lãnh Vô Yên trong lòng buông lỏng cùng lo nghĩ, trong lòng mỉm cười. Không có việc gì, tê có chừng mực. Ân, Lãnh Vô Yên gật đầu nói, tin tưởng ngươi. Tô Lê nhìn về phía ba người các nàng, bên ngoài bây giờ thế nào? Cố Thư Giao lúc này cướp đường, kể từ vào tuần lễ trước quân võ thành đại thanh tẩy sau đó, thành nội bây giờ cũng đã dàn xếp lại. À, trường học bên này tranh tài cũng đã đế vòng bán kết, tê thuận lợi tấn cấp đế trận chung kết. Chỉ là không yên bởi vì vắng mặt tranh tài, bị định vì thứ 100 tên. Ân. Vậy là tốt rồi. Tô Điểm gật đầu, Cố Thư Giao sau khi nói xong, Đoạn Cơ Nguyệt cũng nói tiếp, ảnh vệ đoàn bên kia cũng chọn lựa mới đoàn trường. Bây giờ đã khôi phục vận chuyển, đang cùng Trương vì dân hợp lực kết thúc công việc. Yên tâm, lần này tuyển ra tới đoàn trường, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Lê lắc đầu, đây là việc nhỏ, tay của ngươi đâu, thế nào, có vấn đề hay không? Tân sinh cánh tay có ảnh hưởng hay không đế tu luyện? Đoạn Cơ Nguyệt Điểm gật đầu, chính xác ảnh hưởng đến. Ái gờ y, làm sao có thể? Tô Lê sừng sốt một chút, lúc này lâm vào trầm tư. Không nên a, đớ xét gờ ý là hệ thống cho ra ban thưởng a. Hệ thống sơ dân, tất nhiên thuộc tinh phẩm, theo lý thuyết hẳn là không vấn đề gì mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì Á Sắc sức mạnh không đủ, kiệt lực không có để cho trị liệu đạt đến hiệu quả tốt nhất. Sách G.I.A.Z lực điện từ khu động cũng quá tốn năng lượng đi. Chỉ là khôi phục một cánh tay, đem hắn gần như liên tục không ngừng năng lượng hạt nhân tiêu hao hết ô gờ ói. Thậm chí còn để cho Á Sắc tiêu hao đến 7 ngày sau mới tỉnh lại. Gờ ò không thành công, cũng qua hồ a, chẳng lẽ Á Sắc bị lừa. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tô Lê lúc này não bổ ra rất nhiều có thể. Bên kia Đoạn Cơ Nguyệt sừng sốt một chút, nhìn thấy Tô Lê biểu lộ. Lúc này minh bạch Á Sắc hiểu lầm. Phục a, Đoạn Cơ Nguyệt lúc này cười lên, dê dê ơi nghĩ sai, ảnh hưởng đến tu luyện ô gờ ải loại kia ảnh hưởng xấu. Z-O-G-I ảnh hưởng xấu. Tô Lê sừng sốt một chút, nhìn về phía Đoạn Cơ Nguyệt. Chẳng lẽ, Đoạn Cơ Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát trực tiếp thiêu đốt khí huyết trực tiếp bày ra cho Tô Lê nhìn. Tô Lê nhìn thấy Đoạn Cơ Nguyệt thiêu đốt khí huyết sau cảnh tượng, lúc này kinh ngạc nói. Đớ rét là làm sao làm được? Chỉ thấy Đoạn Cơ Nguyệt bây giờ thân thể nửa bên phải là sâu thẳm màu xanh lá cây đậm khí huyết, bên trái vẫn là trước sau như một hồng. Đoạn Cơ Nguyệt nhìn mình tay trái tay phải, tràn đầy nhớ lại nói, không biết ngươi coi đó là làm sao làm được. Ải gờ ươi rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, tê lúc tu luyện liền phát hiện gờ ươi cho ta cái cánh tay này không thích hợp. Nó, quá hoàn mỹ, không tệ, gờ ý là hoàn mỹ. Nếu như chìm vào đế nhục thân bên trong xem xét huyết quản thần kinh, sẽ phát hiện tại Đoạn Cơ Nguyệt tay phải nội bộ kinh mạch trực tiếp gợi ý là một đầu thông thiên đường bằng phẳng.
So Bạch Khởi cái kia bốn cái đạo còn muốn rộng lớn hơn mấy lần. Khí huyết tại GIAZ đường bằng phẳng bên trên vui chơi chạy. Không có bất kỳ cái gì trệ sáp cảm giác. À da thịt cũng là như thế. Làn da hiện ra mỡ đông ngọc ánh sáng lộng lẫy. Nội bộ cơ bắp càng là đã biến thành hoàn mỹ lưu tuyến thể. Bên trong ẩn chứa kinh khủng nổ tung năng lượng. Gân cốt như ngọc trụ giống như ôn nhuận. Cứng cỏi, độ cứng vượt qua phía chân trời. Nếu không phải là còn không có tu luyện khác ba đạo. Riêng này cánh tay cường độ cũng đã tính toán là chân chính võ thần chi thủ. Không chỉ có như thế, Đoạn Cơ Nguyệt tại tu luyện thời điểm, còn phát hiện không biết có phải hay không là bởi vì cánh tay cùng nhục thân chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Cánh tay đang từng chút đồng hóa lấy thân thể của nàng. Gở ói là đồng hóa, kỳ thực càng giống là lôi kéo tiến hóa. Đoạn Cơ Nguyệt cứ như vậy không biết ngày đêm tu luyện một tuần lễ. Cho tới giờ khắc này, nửa người đã tiến hóa thành công. Còn kém nửa người, Đoạn Cơ Nguyệt tương tin, chỉ cần đem GIAZ một nửa khác cơ thể tiến hóa thành công. GAG sau cái kia coi như lại đụng bên trên Kim Đức, cũng có thể tự mình đối phó. IAZ, G ý là ký sinh thể kinh khủng tính chất. Vô hạn tiến hóa, vô hạn có thể. Tô Lê âm thầm dò xét ột G út Đoạn Cơ Nguyệt trong cơ thể tình huống. Quả thật như AG nói tới. Bây giờ AG cái kia nửa bên tiến hóa thành công cơ thể thế giới giống như Mỹ Luân Mỹ Hoán như tiên cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Lê có chút không có phản ứng kịp. Á sắc vốn cho là mình bởi vì kiệt lực không có để cho Đoạn Cơ Nguyệt khôi phục. Kết quả nơi nào nghĩ đến, Á sắc sở dĩ kiệt lực. Đó là bởi vì Á sắc đem Đoạn Cơ Nguyệt cánh tay cải tạo quá mức hoàn mỹ tạo thành. À, nếu như Á sắc chỉ có một đơn tu phục hảo Đoạn Cơ Nguyệt cánh tay. Căn bản vốn không cần lực lượng nhiều như vậy. Quả nhiên là Á sắc trách lầm hệ thống. Hệ thống xuất phẩm, hoàn toàn như trước đây tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tô Lê xem xét thể nội tình huống. Hoàn toàn như trước đây đàm luận cha không được lực điện từ tồn tại. Phảng phất cỗ này năng lực căn bản vốn không tồn tại một dạng. Nhưng trong lòng sâu xa thăm thẳm có một cái cảm giác. Đó chính là hắn có thể cảm nhận được đế lực điện từ tồn tại. Tô Lê hài lòng gật đầu. Chỉ cần tiêu hao OGI đặc biệt quá đáng, Tô Lê vẫn có thể tiếp nhận nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Lê chợt phát hiện có chút không đúng. GUTEA cảm giác thiếu chút đồ vật. Á sắc tại thể nội nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên ánh mắt sừng sốt một chút. Nhìn về phía cái kia trống không một lần. Cái gọi là đan điền chỗ. Không gian năng lực của hắn đâu. Tại sao không thấy? Chẳng lẽ là tại Á sắc hôn mê trong khoảng thời gian này GO đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Lê nhìn về phía Lãnh Vô Yên các nàng đảo. Thể nội thiếu đi một cỗ vi phạm tiêu hóa năng lượng. Các người biết rõ chuyện gì xảy ra sao? A, năng lượng gì? Chúng ta không có thấy gở ơi có cái gì dị thường a? Cố Thư Giao nói, Đoạn Cơ Nguyệt cũng là gật gật đầu, không tệ, người một mực gở ý là gở ái à z một nạn an tính tại ngủ say. Cũng không có nhìn thấy có cái gì hiện tượng kỳ quái phát sinh. Lãnh Vô Yên lên tiếng hỏi, à năng lượng gì? Liên quan tới không gian. Không gian, sao? Lãnh Vô Yên trầm tư nói. Ta cảm thấy gở ươi hẳn là đi hỏi một chút huyết thỏ sẽ tốt hơn. Dê dê ươi trong lúc hôn mê à gờ đã từng tới mấy lần. Mỗi lần tới thời điểm trên mặt lúc nào cũng trong vui mừng mang theo đáng tiếc biểu lộ. Gờ à gờ hẳn phải biết thứ gì? Tô điểm đầu, dạng này. Ai, cái kia huyết thỏ đâu? AGUTEAOGERAZ, chẳng lẽ đang nghiên cứu vũ trụ phiên bản chiến y? Tô Lê lên tiếng hỏi. Chỉ là, sau khi hỏi xong Tô Lê lại phát hiện bầu không khí bỗng nhiên trở nên OG đúng. Chỉ thấy Đoạn Cơ Nguyệt cùng Cố Thư Giao liếc nhìn nhau. Trong mắt mang theo tràn đầy đau đớn, Tô Lê trong lòng cả kinh, chẳng lẽ huyết thỏ xảy ra chuyện gì? Á sắc nhìn về phía trước mặt Lãnh Vô Yên. Chỉ thấy trong mắt Lãnh Vô Yên cũng là toàn cảnh là khổ sở. Các ngươi đây là thế nào? Huyết thỏ đến cùng chuyện gì xảy ra? Lãnh Vô Yên khẽ thở dài một cái, ai, gờ ơi ớ ngã là gờ ý ý đi xem một chút đi. Tô Lê khẽ nhíu mày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Á sắc cũng không hề dùng kỹ năng. Dù sao bây giờ còn tại thức tỉnh giai đoạn, Á sắc chỉ là ý thức thanh tỉnh. Nhưng còn cần chờ đợi thân thể hoàn toàn khôi phục mới được. Để cho Lãnh Vô Yên mấy người mang theo Á sắc đi tới huyết thỏ. Đi tới gần, Tô Lê mới nhìn rõ. Huyết thỏ đang ôm lấy cái kia cực lớn, như núi thịt tầm thường hình chiếu trùng chúa.
Một đôi khả ái ánh mắt bị khóc sưng đỏ. Bây giờ đã là lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Tô Lê không rõ ràng cho lắm, đây là thế nào? Ai? Lãnh Vô Yên thở dài, cái kia hình chiếu trùng chúa tên. Gọi Hằng Nga, chương 287 tuyệt vọng 200 năm Hằng Nga chi thương. Tô Lê kinh ngạc nhìn về phía đoàn kia núi thịt một dạng côn trùng. Trùng chúa, gợi ý là Hằng Nga. Ái à Z, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao mà biết được, Long Thần phá giải ra. Ân, Cố Thư Giao gật đầu. Hai ngày trước lìa phá giải ra. Thấy vậy, Á Sắc để cho Lãnh Vô Yên dẫn hắn đi đến Long Thần bên cạnh. Nhìn thấy ba người tới, cái kia trùng chúa còn không có phản ứng gì. Nhưng nhìn thấy trong tay Lãnh Vô Yên cái kia nâng chất lỏng màu đen sau. Nó lúc này trở nên có chút kích động, chỉ bất quá bởi vì trên thân đè lên huyết thỏ. Không dám động tĩnh quá lớn đánh thức gà gờ. Tô Lê hướng nàng khẽ gật đầu, ra hiệu an tâm chớ vội, Á Sắc sẽ xử lý. Thấy vậy, trùng chúa lúc này mới tính quyết định. Đi tới Long Thần bên cạnh, Tô Lê trực tiếp mở miệng nói, Long Thần, giải mã hình chiếu trùng chúa giọng nói hoàn thành đến như thế nào? Báo cáo, giọng nói giải mã đã hoàn thành 100%. Đỡ Z là cùng ngày giải mã sau khi thành công nói chuyện phiếm ghi chép. Long Thần trực tiếp tại Tô Lê trước mặt bắn ra một mặt lập thể hình chiếu. Phía trên là Long Thần cùng trùng chúa lần đầu bình thường đối thoại. Chỉ biết mình tên gọi Hằng Nga, không biết số tuổi là gờ ái gờ y, bất quá đã sống sót 7.3-4.000 cái ngày đêm. Bất quá gờ ái à z mấy vạn cái ngày đêm là từ à gờ có ý thức đế gờ ý y là côn trùng sau bắt đầu tính toán. Bình thường từng có đứt quãng liên quan tới trở thành côn trùng trí nhớ lúc trước. Nhớ kỹ đã từng có một cái mọc ra lỗ tai thỏ nữ hài chơi rất tốt. Nhưng để cho gờ ái gờ y đã nhớ không rõ. Lớn nhất y nghĩ gờ ý là chết, bất quá bởi vì trở thành hình chiếu trùng chúa, nhưng lại không thể khống chế hình chiếu trùng. Bởi vậy chỉ có thể bị động đẻ trứng, sinh sản hình chiếu trùng. Gần như chết lặng 7.3-4.000 cái cả ngày lẫn đêm. Lớn nhất ý nghĩ, gờ ý là chết sao? Tô Lê nhìn xem cái kia phiến liên quan tới ý nghĩ một đoạn ghi chép. Chỉ cần một chữ chết, lại làm cho Tô Lê từ trong cảm nhận được vô tận tuyệt vọng cùng đau đớn. Bởi vì cải tạo, nhưng lại cải tạo không hoàn toàn. Dẫn đến tỉnh lại không bao lâu sau liền nghĩ lại tới khi xưa ký ức. Trở thành hại chết cựu nhân của mình công cụ trong tay. Muốn tự sát nhưng lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể tại GIAZ tuyệt vọng giống như không có hôm nay thời gian sống sót. Sau lưng, Lãnh Vô Yên, Cố Thư Giao cùng Đoạn Cơ Nguyệt trầm mặc. Hai ngày trước lần thứ nhất nhìn thấy GIAZ ghi chép thời điểm. Các nàng đổi vị trí tưởng tượng ột gỡ út. Phát hiện đây nếu là các nàng, dạng này nghỉ ngơi 200 nhiều năm không có điểm cuối thời gian. Chỉ sợ đã sớm ý chí tiêu tan a. Loại tình huống kia sống sót, so giết các nàng, còn thống khổ hơn gấp 1.000.000 lần. Tô Lê không nói gì, tiếp tục xem tiếp, đằng sau liền không có cái gì phát hiện. Hình chiếu trùng chúa lớn nhất ý nghĩ gợi ý là, tử vong. Bất quá một điểm cuối cùng độ dài lại có một chút khác biệt. G.A.G. rất vui vẻ. Gờ ói gặp gờ ý ý trong mộng nữ hài kia. Nghĩ đến, hẳn là lúc đó huyết thỏ đến tìm Long Thần thời điểm phát sinh tình huống. Đóng lại câu thông ghi chép, tự hồ đã quyết định gờ ái gờ ý quyết tâm. Tô Lê từ tốn nói, đi đem huyết thỏ kêu lên a. Ân, biết, Đoạn Cơ Nguyệt điểm đầu hướng huyết thỏ đi qua. Cố Thư Giao tự hồ đoán ra Tô Lê muốn làm gì. Về nom, có thể hay không? Yên tâm, ta biết làm như thế nào. Bọn hắn cùng nhau đi tới hình chiếu trùng chúa cùng huyết thỏ trước mặt. Huyết thỏ, tỉnh, Venom tới. Cái, sao, huyết thỏ mơ hồ nói gì đó. Dê dê ý mở to mắt, nhưng lại không mở ra được. Nhìn thấy bộ dáng này, Tô Lê khe khẽ thở dài. Tính toán, để cho AG ngủ một hồi a. Trạng thái này, hẳn là vừa khóc xong không bao lâu a. Lạnh Không Yên gật gật đầu ân, từ hai ngày trước gì tại khóc. Khuyên đều không khuyên nổi, về sau nói muốn cùng hình chiếu trùng chúa yên tĩnh chờ một hồi. Chúng ta không có cách nào, chỉ có thể mặc cho AG, nhìn trạng thái này. Hẳn là chảy dòng dã hai ngày nước mắt a. Nhiều như vậy nước mắt, sợ là thể nội nước mắt đều chảy khô a. Cố Thư Giao chán nản nói, thể nội nước mắt có thể chảy khô, nhưng trong lòng đau đớn, lại vĩnh viễn không đi đi. Ai, tam nữ cùng kêu lên thở dài.
vậy chúng ta ở chỗ này chờ một hồi a. Tô Lê nhẹ nhàng nói, cái này vừa đợi, gợi ý là một ngày. Khôi phục một chút huyết thỏ xoa sưng đau con mắt hơi hơi mở to mắt. Ngô, tê giống như nghe được Venom tỉnh. Lạch cạch, một mực xúc tu khoác lên đầu nàng bên trên. Một cỗ ấm áp năng lượng từ trong truyền đến. Ân, gờ ươi không nghe lầm, tê tỉnh. Nhưng gờ ươi lại ngủ thiếp đi. Bên cạnh, Tô Lê âm thanh chậm rãi truyền đến. Tại này cỗ ấm áp năng lượng làm dịu. Huyết thỏ cái kia sưng đỏ ánh mắt chậm rãi biến mất. Lại lần nữa biến trở về nguyên lai khả ái lóe sáng mắt to. Chỉ bất quá, này đôi trong mắt to bây giờ tràn đầy hối hận. Venom, thật là gờ ươi. Huyết thỏ theo âm thanh nhìn sang. Nhìn thấy Venom sau, trong mắt hối hận bị cao hứng tách ra một chút. Tô Lê khẽ cười nói, ân, là tê. Hằng Nga sự tình tê đã biết. Dê dê ươi hy vọng tê làm như thế nào. Huyết thỏ nghe được Hằng Nga hai chữ. Trong mắt vốn bị tách ra có chút hối hận lại lần nữa bỏ lên. Gờ à gờ. Không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Xúc tu nhẹ nhàng vuốt ve huyết thỏ tóc. Tô Lê ngữ tóc chậm lại, tràn đầy ôn nhu nói. Dù cho, gờ ươi hy vọng tê đem nó biến trở về bộ dáng lúc trước sống sót, cũng có thể. Huyết thỏ lập tức tâm thần run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Venom. Biến trở về, bộ dáng lúc trước, cũng có thể. Tô Lê hướng nàng mỉm cười, tự tin gật đầu một cái. Không tệ, á sắc có thể. Đi qua một ngày khôi phục sau, á sắc đã có thể hành động tự nhiên. Thấy máu thỏ còn không có sau khi tỉnh lại, Tô Lê liền bắt đầu tìm tòi GIAZ vô cùng ảo diệu lực điện từ. Đi qua cả đêm tìm tòi, Tô Lê triệt để quen thuộc GIAZ đệ cửu giai ban thưởng đưa tặng năng lực. IAZ lực điện từ không hổ là vũ trụ một trong tứ đại lực. Gần như không gì làm không được. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, GIAZ lực điện từ có thể để Tô Lê làm đến bất cứ chuyện gì. Mặc kệ là tật bệnh gì, chỉ cần không chết, sóng điện não cũng chính là cái gọi là linh hồn không có tiêu tan. Lực điện từ đều có thể làm được, dược đế hết bệnh. Ngoại trừ cứu người bên ngoài, cũng có thể dùng để giết người. Tô Lê lìa dùng qua lực điện từ trực tiếp đem một cái cự thạch trong khoảnh khắc phân giải thành nhỏ bé OGTE cha bột phấn hình dáng. Đối đãi địch nhân, càng là như vậy. À Tô Lê còn phát hiện, sử dụng GIAZ lực điện từ cần tiêu hao năng lượng cũng không phải rất y ê. Lúc đó cứu Đoạn Cơ Nguyệt, sở dĩ kiệt lực đó là bởi vì. Tô Lê lần thứ nhất sử dụng, GOOG biết được hiệu quả. Chỉ cho là GIAZ lực điện từ còn đang không ngừng hấp thu năng lượng đã cảm thấy nó GO tại tu bổ Đoạn Cơ Nguyệt cánh tay. Kỳ thực, chỉ cần tiêu hao một năng lượng, Đoạn Cơ Nguyệt cánh tay liền có thể hoàn toàn khôi phục như thế. Nhưng lúc đó Tô Lê vẫn đang suy nghĩ đem trị liệu chuyện này làm đến tốt nhất. Kết quả chính là, lực điện từ không chỉ thu phục Đoạn Cơ Nguyệt cánh tay, GO đem cánh tay của nàng cường hóa đến một cái không có cách nào tại cường hóa tiếp, siêu tuyệt kinh khủng cảnh giới. Nói rõ một chút gợ ý là, Đoạn Cơ Nguyệt chết, cánh tay này cũng sẽ không chết. Có thể tưởng tượng được, loại trình độ này ở dưới sử dụng lực điện từ, Tô Lê có thể không bị rút khô sao? À để cho Hằng Nga khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Tô Lê cũng có thể làm đến, chỉ cần gây dựng lại thân thể của nàng liền có thể. Nhưng những thứ này, cần huyết thỏ gợ ý ư tê ê à? Huyết thỏ, gợ ươi cần đem mà gờ miền trở lại sao? Chương 288 hôn, đem à gờ miền trở lại sao? Huyết thỏ trong lòng không ngừng thoáng qua ý niệm. 200 năm trước đoạn thời gian kia lại lần nữa xông lên đầu. Ngay lúc đó các nàng là cỡ nào sung sướng. Hằng Nga kỳ thực cũng không gọi Hằng Nga. Gờ à gờ chỉ là một cái tại gờ ái à z trong mặt thế vô số cô nhi bên trong một cái. Chẳng qua là lúc đó Bạch Trạch cho hắn đặt tên huyết thỏ lúc từng nói qua. GAG nên có một nữ tử làm bạn ở bên cạnh, tên là Hằng Nga, tự đặt tên sau đó không bao lâu, huyết thỏ còn thật sự lìa gặp cô bé này. Hằng Nga một mực bị AG bảo vệ rất tốt, hai người tại trong Quảng Hàn cung một chờ gờ ý là mười mấy năm. Thẳng đến một lần nào đó nhiệm vụ bên trong, Bạch Trạch đi vào trong nàng Quảng Hàn cung. Cũng phát hiện cô gái này, quanh năm chờ tại trong Quảng Hàn cung để cho nữ hài thể chất có thông thấu chi ý. Cũng chính bởi vì như thế, Bạch Trạch mới có thể để mắt tới Hằng Nga. Từ Hằng Nga tiêu thất đã qua 200 nhiều năm. Theo lý thuyết Hằng Nga gặp không phải người đối đãi đã 200 nhiều năm. Đây nên là bực nào tuyệt vọng. Phải biết,
linh khí khôi phục cũng bất quá mới 500 năm. Huyết thỏ trong lòng quặn đau. Gag cũng là biết long thần nơi đó cùng Hằng Nga câu thông ghi chép. Hằng Nga hiện nay, chỉ biết là bộ dáng của nàng, ngay cả tên của nàng là Gái đều đã không nhớ rõ. Đừng nhìn nó díu dít nha ô kêu to lấy. Bên trong truyền ra ngoài cảm xúc lại là tuyệt vọng nhất. Gag bây giờ, chỉ muốn chết, chết, liền có thể từ này đáng chết thế giới giải thoát. Trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, huyết thỏ đôi môi há hốc liên hồi. Gag cũng không biết nên làm gì bây giờ. Gag là không hy vọng Hằng Nga chết, nhưng mà Hằng Nga lại muốn chết, để cho Ag lúc này làm ra lựa chọn. Gag làm không được, Tô Lê nhìn xem huyết thỏ trong mắt to không ngừng lóe lên suy nghĩ tạp nhạp. Mỉm cười, tới thay gờ ươi làm quyết định đi. Huyết thỏ ánh mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Venom. Tô Lê thu hồi xúc tu, đi theo ta. Sau đó liền hướng hình chiếu trùng chúa lướt tới. Huyết thỏ nhìn xem phía trước tung bay ở giữa không trung Venom. Venom, gờ ươi làm sao lại bay? À, cái này sau đó lại cùng gờ ươi ói. Bây giờ, trước tiên cùng Hằng Nga tạm biệt a. Tạm biệt, sao? Huyết thỏ trong lòng đau xót, nhưng chỗ sâu cũng nhẹ nhàng thở ra. Gag không làm được quyết định này, nhưng Tô Lê có thể giúp Ag làm. Hai người tới hình chiếu trùng chúa phía trước. Hình chiếu trùng chúa hướng bọn họ anh kêu. Nếu như không biết thân thế của nàng, nghe thấy thanh âm này, còn tưởng rằng Ag lại là tâm linh mỹ hảo chi vật đâu. Tô Lê duỗi ra một cây xúc tu kết nối Ag, nhẹ nhàng nhắm mắt lại thăm dò vào Hằng Nga nội tâm. Lực điện từ phát huy tác dụng, Tô Lê không cần phụ thân liền có thể biết Hằng Nga ký ức. Những ký ức này nói trắng ra là, gợi ý là tế bào não cùng sóng điện não lẫn nhau tác dụng có được. Sóng điện từ đem bọn nó tách ra phân tích sau, Tô Lê tìm được còn thừa không có mấy Hằng Nga nguyên sinh ký ức. Nếu như ký ức bảo lưu lại tới chỉ là chôn giấu chỗ sâu, Tô Lê còn có thể đem nó tìm ra. Nhưng Hằng Nga khi còn sống ký ức đại bộ phận là xác xác thật thật biến mất. Biến mất hạt. Liền xem như lực điện từ cũng không cách nào phục sinh. Chỉ có ngắn ngủi mười mấy cái đoạn ngắn, nhưng đều cũng là Hằng Nga cùng huyết thỏ sung sướng hi hí tràng cảnh. Thấy cảnh này, liền xem như thiết huyết như A Sắc, trong lòng cũng không nhịn được khẽ thở dài một cái. Phá, răng rắc, răng rắc răng rắc. Bên ngoài, huyết thỏ chợt nghe trận này thanh âm quái dị từ hình chiếu trùng chúa trong thân thể truyền ra. Trong mắt nàng thoáng qua một vẻ bối rối, kinh hoàng nói, Venom. Hằng Nga Ag đỡ Z là UTE à? Chờ Ag nói xong, chỉ thấy lạch cạch một tiếng. Hình chiếu trùng chúa cái kia núi thịt một dạng cơ thể ứng thanh vỡ vụn rơi tại trên mặt đất. Một cái ngây ngô gầy yếu nữ hài nhắm mắt lại. Gag yên tĩnh đứng ở chính giữa, giống như nước bùn bên trong không nhiễm một hạt bụi hoa sen giống như. Thường, Nga, huyết thỏ mở to hai mắt, OGTE tin che miệng, nhìn về phía cô gái này. Nghe được âm thanh. Hằng Nga mí mắt bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở ra. Nhìn về phía trước mặt cái kia OGTE tin huyết thỏ. Gag hơi hơi vỉnh mép, huyết thỏ, đã lâu không gặp đâu. Nghe được câu này huyết thỏ cũng nhịn không được nữa. Nước mắt tràn mi mà ra chạy về phía Hằng Nga. Hai tay mở ra gắt gao ôm lấy Hằng Nga. Hằng Nga, tê rất nhớ ngươi, thật nhớ ngươi. Tô Lê thu hồi xúc tu. Hắn cho Hằng Nga sống sót 2 giờ năng lượng. Đủ huyết thỏ cùng Hằng Nga hai người tạm biệt. Á Sắc kỳ thực có thể để Hằng Nga lấy cái này tư thai sống sót. Nhưng mà, Á Sắc tôn trọng Hằng Nga ý nghĩ. Cho dù ai từng có loại kinh nghiệm này, cũng không muốn sống thêm xuống. Á Sắc lý giải Hằng Nga. Đến nỗi cái kia kẻ cầm đầu, bạch trạch, Tô Thu Hút bên trong tràn đầy hàn băng. Tự nhiên sẽ để cho Á Sắc trả giá đắt. Nhưng ô gờ ai bây giờ, thời gian kế tiếp, thuộc về hai cái này nữ hài. Tô Lê không có ở một bên làm bóng đèn, trực tiếp rời đi Quảng Hàn cung trở lại trong cơ thể của Lãnh Vô Yên. Bây giờ, Ag đang ngồi ở trên khán đài, an tĩnh nhìn xem Cố Thư Giao tranh tài. Lần này tranh tài, vẫn như cũ không chút huyền niệm. Chú ý Thư Giao đã đạt đến 70 cấp, ải trong này một đám học sinh, xem như một cái duy nhất thu được chiến thú 100% năng lực Ag. Đối chiến những người khác tới nói. Đơn giản gợi ý là giảm chiều không gian đả kích. Dưới một trận chiến đấu, Ag thậm chí đều không cần triệu hồi ra lưu áng mây hồ. Tô Lê không muốn lại trốn ở trong cơ thể của Lãnh Vô Yên.
ngược lại tại một cái không có người thấy được trong góc chui ra ngoài. Đã biến thành một cái toàn thân đen như mực mèo, nhẹ nhàng nhảy đến Lãnh Vô Yên trên đùi, vòng cơ thể thư thư phục phục nằm xuống. Ngay từ đầu Lãnh Vô Yên còn bị G.A.Z chỉ đột nhiên xuất hiện mèo đen sợ hết hồn. Nhưng từ con mèo nhỏ này trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc sau, Lãnh Vô Yên lúc này mới an tĩnh lại, kinh ngạc nhìn trên đùi con mèo. Venom, G ơi, U.T.E.A đã biến thành mèo. Giữa G đó U.T.E.A chưa thấy qua G ơi có thể làm như vậy, chẳng lẽ G ơi lại tiến hóa. Tô Lê không nói gì, á sắc bỗng nhiên G ý đế huyết thỏ cùng Hằng Nga chuyện. Không có trả lời Lãnh Vô Yên vấn đề, ngược lại nói ra. Dê dê ơi, biết ta là ai không? Lãnh Vô Yên không rõ ràng cho lắm, nhẹ nhàng từ trên đùi ôm vào trong ngực. Thế nào, dê dê ơi ô gờ ải lìa là Venom sao? Tô Lê dừng một hồi, Venom, chỉ là ta xưng hào. Tên của ta, là Tô Lê. Tô, ê, Lãnh Vô Yên quá nhiều trùng lặp một lần Tô đặt tên, yên tĩnh nhìn xem trong ngực mèo đen. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, mặc kệ gờ ơi gọi là Venom, vẫn là gọi Tô Lê. Dê dê ơi, cũng là chủ nhân của ta, không phải sao? Con mèo bộ dáng Tô Lê mở choàng mắt, trong lòng tạo nên một mảnh gợn sóng. Á sắc ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Lãnh Vô Yên. Chưa bao giờ trang điểm Lãnh Vô Yên, lại tại cười thời điểm có G.A.Z không có gì sánh kịp mỹ mạo. Bây giờ, Tô bắt đầu phát hiện trong mắt, đã không còn những vật khác. Có, chỉ là Lãnh Vô Yên cái kia điềm tĩnh, lại bao hàm vạn vật thế gian nụ cười. Trong lòng giống như mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn. Tô Lê theo bản năng đi đến Lãnh Vô Yên trước mặt. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn AG. Lãnh Vô Yên bị Tô Lê thấy sắc mặt đỏ lên, nhìn không được ánh mắt hướng về bên cạnh quang tới. Sao, thế nào? Lãnh Vô Yên còn chưa nói ra lời, con mắt đột nhiên trợn lên. Đơn giản là, một mực màu đen tuyền con mèo, thân tại đôi môi của nàng bên trên. Chương 289 rõ ràng là ta tới trước. Trong Quảng Hàn cung, huyết thỏ một đôi mắt hơi đỏ nhuận, đó là ban ngày cùng Hằng Nga ly biệt sau đó vết tích. Chỉ là ban đêm sau đó, chờ AG thương cảm đi qua. Chỉ thấy Lãnh Vô Yên sắc mặt đỏ bừng tiến vào Quảng Hàn cung. Sau lưng, GO đi theo một mặt hâm mộ ghen tị Cố Thư Giao. Huyết thỏ tâm thần khẽ động, cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh. Lúc này điểm ngón tay một cái mặt đất, một chỗ khác vẫn còn đang đánh tọa tu luyện Đoạn Cơ Nguyệt bỗng nhiên cảm giác hai chân bị mặt đất nhẹ nhàng đỉnh ột gỡ út. G.A.G. mở mắt ra, liền thấy mặt xuất hiện một loạt chữ. Có bát quái, mau tới. Đoạn Cơ Nguyệt lắc đầu cười, A.G.G.A.Z phải bận rộn lấy tu luyện A. Nào có ở không nghe G.A.G.I. bát quái. Lại nói, A.G. là loại kia ưa thích nghe bát quái nữ nhân sao. Đoạn Cơ Nguyệt bất đắc dĩ cười, đang muốn đưa tay lau trên đất chữ. Chợt thấy mặt đất lại thêm ra mấy chữ. Liên quan tới Venom, Quảng Hàn cung bên ngoài. Tô Thu hút sừng rút rút, nhìn xem bên cạnh vây ngồi bốn nữ nhân. Tô Lê thở dài một hơi. G.A.G. nhìn về phía huyết thỏ nói, huyết thỏ, G ơi cùng Hằng Nga tạm biệt sau đó tâm tình tốt chút ít sao. Nếu là khá hơn một chút liền tiếp tục nghiên cứu vũ trụ bản chiến IA. Chờ tại G.A.Z làm cái gì? Huyết thỏ khoát khoát tay, đỏ hồng mắt cười hì hì nói, không sao, phía trước tê cho là sẽ không còn được gặp lại nàng. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại một mặt, tê đã rất thỏa mãn. À cái kia vũ trụ phiên bản chiến y tê cũng có khuôn mặt sao, cái này không nóng này. Tô Lê lại nhìn về phía Đoạn Cơ Nguyệt, người đi làm G.A.Z, không đi rèn luyện. Đoạn Cơ Nguyệt tùy tiện nói, đỡ Z.O.G.I. nghe nói nơi này có bát quái nhìn sao. Liền đến xem, Cơ Nguyệt, đừng, huyết thỏ lúc này kinh hãi, đang muốn đưa tay tới ngăn lại Đoạn Cơ Nguyệt. Lại cho là lúc đã muộn, ân, huyết thỏ, Tô Lê híp mắt nhìn về phía một bên huyết thỏ. Hắc hắc, hắc hắc hắc, huyết thỏ chột dạ mà cười cười. Đang muốn rời đi, lại bị Tô dùng lên xúc tu một phát bắt được lỗ tai. Không cần, huyết thỏ lỗ tai vốn là mẫn cảm. Bị đột nhiên như vậy bắt được, cơ thể lập tức mềm nhũn. Nơi nào còn có khí lực chạy trốn? Có thể a, huyết thỏ, TGIAZ ban ngày vừa giúp ngươi cùng Hằng Nga gặp mặt. Buổi tối gờ ươi liền ngã đánh một bừa cào đúng không? Ô tê, ta sai rồi, gờ ươi mau buông tay, ngứa. Hừ,
Tô Lê hừ một tiếng buông ra xúc tu. Á Sắc lại nhìn về phía Cố Thư Giao. Thấy được nàng trên mặt cái kia một cỗ hâm mộ cùng hơi hơi ghen tị biểu lộ lìa trở nên đau đầu. Cố Thư Giao gờ ơi a, cũng không phải việc ghê gớm gì. Người đến mức kích động từ trên sân lao xuống sao. May mắn đối thủ sớm một giây chịu thua. Trận đấu kia gờ ơi lìa thua được chứ. Cố Thư Giao đầu hất lên nói. Đớ rét là gờ ý phá tranh tài tê mới không quan tâm. So sánh tranh tài, gờ ơi thế mà chủ động thân lãnh vô yên mới trọng yếu được chứ. Ái gờ ý, nhân hai, huyết thỏ cùng Đoạn Cơ Nguyệt bỗng nhiên đứng lên. Kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê cùng lãnh vô yên. Về nòm gờ ơi thế mà chủ động thân lãnh vô yên. Nhân hai, rõ ràng chúng ta muốn hôn ngươi thời điểm muôn vàn khó khăn, thậm chí càng bị đánh một trận. Tê ế ngươi bây giờ, thế mà chủ động thân lãnh vô yên. Một cái duy nhất không nói gì lãnh vô yên vốn là sắc mặt lìa đỏ bừng. Bây giờ nghe được khác tam nữ âm thanh, càng là trực tiếp hồng đế chỗ cổ. Gờ à gờ ngập ngừng lên tiếng nói, các ngươi đừng như vậy. Tô Lê Á Sắc chỉ là ngoặc kép, Tô Lê, nhân ba, cái này lại là liền Cố Thư Giao đều gia nhập vào miệng đồng thanh trong đội ngũ. Đoạn Cơ Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Tô Lê, về nom, tên của ngươi gọi Tô Lê. G-U-T-E à, không cho gọi cái tên này à. Tô Lê hừ hừ nói, hu hu ô, ngay cả tên thế mà chúng ta cũng là hậu chi hậu giác. Huyết thỏ rơi lệ ướt át đảo, không sống được, tê không muốn sống. Huyết thỏ đưa tay hoa, nhẹ nhàng bôi qua khóe mắt. Một bộ muốn lấy đầu đập đất đâm chết bộ dáng. Chỉ bất qua đầu này đụng vào một nửa. Gờ à gờ lại ngừng lại, nhìn thấy hai bên Đoạn Cơ Nguyệt cùng Cố Thư Giao chỉ là nhìn xem à gờ. Căn bản không có đi lên ngăn lại động tác. Các ngươi nhanh ngăn cản ta sao? Ách, Cố Thư Giao phê bình nói, diễn có chút giả, lần sau cố gắng. Tô Lê sắc mặt một hồi biến thành màu đen. Á Sắc nhìn về phía huyết thỏ, con thỏ chết, đủ a. Ái gờ y, dê dê ơi thế mà mắng ta con thỏ chết. Huyết thỏ lập tức đứng lên, một mặt u oán nhìn xem Tô Lê. Hu hu, rõ ràng tê là một cái duy nhất nhìn qua gờ ơi nguyên lai hình tượng. Kết quả, người bây giờ thế mà mắng ta là con thỏ chết. Cái này là triệt để không sống được. Huyết thỏ gào khóc một tiếng, trực tiếp hướng phía trước ngã xuống. Mắt thấy cơ thể liền muốn cùng đại địa mặt đối mặt đụng vào nhau. Bỗng nhiên ba cái tay cánh tay đưa tới. Hai cánh tay giữ chặt nàng tả hữu cánh tay. Một cái tay vòng lấy eo của nàng tử ôm lấy. Huyết thỏ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Thư Giao, lãnh vô yên, Đoạn Cơ Nguyệt nhao nhao híp mắt nhìn về phía à gờ. Dê dê ươi ói, ngươi trông thấy qua Tô Lê nguyên lai hình tượng. Lãnh vô yên nói, là có ý gì? Cố Thư Giao nói tiếp, chẳng lẽ Tô Lê ô gờ ai gờ ái à rét một đoàn chất lỏng màu đen bộ dáng. Đoạn Cơ Nguyệt hỏi, huyết thỏ nhìn xem tam nữ ánh mắt nguy hiểm, cơ thể run lên một cái. Run rẩy nói, làm, đương nhiên không phải. Á Sắc nguyên bản hình tượng là một nam nhân, gờ tê ể đẹp trai. Nghĩ lại tới Tô Lê bộ dáng kia, huyết thỏ sắc mặt chợt trở nên hồng nhuận. Nhìn thấy huyết thỏ phản ứng này, lãnh vô yên, Cố Thư Giao cùng Đoạn Cơ Nguyệt hít sâu một hơi. Đồng thời quay đầu nhìn về phía một mặt bất đắc dĩ, đang tại nâng trán Tô Lê. Phải, cái này là gờ ái gờ y đều bại lộ ra. Á Sắc nguyên bản còn muốn tìm thời cơ tốt lại để cho các nàng biết đến. Tô Lê, đây là có chuyện gì? Nhân ba, được rồi, Tô Lê bất đắc dĩ nói. Trên thân nhấp nhoáng một hồi hào quang, ải trận này hào quang bên trong vốn chỉ là một đoàn ngưng tại mặt đất slide hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Chất lỏng màu đen hình dạng thân thể bắt đầu biến hóa. Màu sắc bắt đầu trở nên nhạt, chậm rãi hướng về màu da phương hướng thay đổi. Đồng thời thân hình một chút biến cao, không ngừng hướng về hình người thay đổi. ZOG đến 10 giây, một cái nam nhân liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Tả Phi Anh tuấn mày kiếm, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt đen. Gọt mỏng nhấp nhẹ môi. Góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn cũng không tục tằng dáng người. Mặc 500 năm trước truyền thống trang phục, rõ ràng 10 phần đơn giản trang phục, tại dạng này mạo cùng khí chất nổi bật. Lãnh vô yên bọn hắn chỉ cảm thấy, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ. Trong mắt chỉ có Tô Lê một người. Lãnh vô yên hơi kinh ngạc nói, dê dê ơi, thì ra cái dạng này. Chờ à gờ nói xong, chỉ cảm thấy bên cạnh tạo nên một hồi thanh phong.
Lại nhìn về phía Tô Lê, bây giờ một cái chỉ tới bả vai hắn nữ hài đứng ở trước mặt hắn. Thình lình lại là Cố Thư Giao. Gag nhón chân lên, hai tay nắm ở Tô Lê cổ thon dài. Cường ngạnh đem Tô Lê kéo xuống một điểm. Gag nhưng là vung lên khuôn mặt tới, nhẹ nhàng hôn hướng Tô Lê môi. Lãnh Vô Yên, Huyết Thỏ, cùng Đoạn Cơ Nguyệt mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Huyết Thỏ con mắt càng mở càng lớn, gào khóc một tiếng cũng xông tới. Vì cái gì, rõ ràng là tê thứ nhất biết Tô Lê bộ dáng. Tại sao là Thư Giao gờ ươi thứ nhất thân? Ta cũng muốn, chương 290 tình. Tô Lê đưa tay ấn xuống Cố Thư Giao. Một cái tay khác cầm lên Huyết Thỏ. Á Sắc khóe mắt rút rút, không phản bác được. Các ngươi có thể hay không bình thường một chút? Á Sắc bất đắc dĩ nói. Không cần, Huyết Thỏ dương nanh múa vuốt lấy. Dựa vào cái gì Thư Giao có thể thân, tê không thể thân? Cũng muốn, Tô Lê thở dài, nhìn về phía một bên Lãnh Vô Yên. Chỉ thấy Lãnh Vô Yên hai con mắt híp lại hạnh phúc nhìn xem một màn này. Không có chút nào bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Tô Lê trong lòng phiền muộn. Uy, chủ nhân ngươi bị chiếm tiện nghi a. Dê dê ơi cho điểm phản ứng có hay không hảo. Sách, gờ ái à rét tòa kỵ không cần. Cho ta an tĩnh chút. Tô Lê đem Huyết Thỏ thả lại mặt đất. Trừng mắt liếc gờ o gờ ý quấy phá Huyết Thỏ. Nhìn thấy Tô Lê hung hăng ánh mắt, Huyết Thỏ miệng một xẹp, một bộ cảm thấy thụ thương bộ dáng. Một bên khác, Cố Thư Giao thừa dịp Tô Lê lực chú ý tại Huyết Thỏ bên kia. Còn nghĩ thừa thắng xông lên, đang muốn hướng phía trước bước ra một bước. Kết quả cũng bị Tô Lê một mắt chừng trở về. Hừ, hung cái gì đó, Cố Thư Giao hai tay ôm ngực, đầu hướng về nơi khác cong lên đảo. Dê dê ý tới tê đang chảy quang thị thời điểm, nhiều như vậy nam sinh truy tê. Liền xem như tại bây giờ quân võ đại học. Chiến thú hệ cũng là một đống người ngoài sáng trong tối theo đuổi ta. Ta đều không để ý qua bọn hắn. Vì chính là có thể hôn ngươi một cái, gờ ơi gờ ò ô gờ vui lòng. Hừ hừ, Tô Lê bật cười nói, liên quan ta cái dám. Tô Lê, gờ ơi, Cố Thư Giao tức giận nhìn về phía Tô Lê. Kết quả vừa mới đối đầu, à gờ lại có chút đỏ mặt thất thố nhìn sang một bên. Không có cách nào, bây giờ Tô Lê thực sự quá đẹp rồi. Quen thuộc chứ gờ đó Tô Lê đen thui bộ dáng, kết quả bây giờ đột nhiên biến thành một cái đại xuất ca. Ái à rét tương phản to lớn làm cho Cố Thư Giao sinh ra rung động thật lớn. Ai có thể nghĩ tới, cái kia lãnh khốc đáng tin, để cho người ta cảm giác an toàn bạo tăng tiểu hắc đoàn, thế mà cũng có thể đẹp trai như vậy. Trời ạ, tại sao có thể có hoàn mỹ như thế sinh vật tại, chẳng lẽ là thượng thiên tự mình sáng tạo ra sao? Cố Thư Giao bên này gờ o tại hoảng hốt. Bên tai lại truyền đến thô trọng tiếng hít thở. Chỉ thấy Huyết Thỏ hào không tị hiềm tình cảm của mình bộc lộ. Trong mắt tràn đầy mắt lóe sao nhìn xem Tô Lê. Một bộ hoa si bộ dáng, trong miệng không ngừng lầm bầm, cho dù là lần thứ hai trông thấy, cũng vẫn là đẹp trai như vậy. Gia hỏa này, đơn giản quá kích thích tê hóc môn. Tô Lê thực sự bất đắc dĩ, nhanh chóng lắc đầu hướng đi phía sau Lãnh Vô Yên. Mặc kệ các ngươi, Tô Lê đi ra. Cố Thư Giao lại là sửng sốt một chút. Người nói không có ý định, người nghe hữu tâm. Trong mắt Cố Thư Giao hơi hơi bỗng nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai ngón khép lại nhẹ nhàng xoay tròn. Bên kia, Tô Lê cũng không có phát hiện Cố Thư Giao tiểu động tác. Á Sắc hướng đi Lãnh Vô Yên, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình, lập tức ho khan hai tiếng. Khụ khụ, Lãnh Vô Yên, gờ ơi cái tòa kỵ chuyện gì xảy ra. Chủ nhân bị khi phụ cũng không biết giúp một chút. Cứ làm như vậy đứng nhìn. Lãnh Vô Yên khóe mắt mỉm cười. Zog đứng nhìn. Vậy phải thế nào nhìn, để cho T cũng gia nhập vào sao? Agiaz, Tô Lê há to miệng, hoàn toàn không còn gì để nói. Đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Cúi đầu liếc mắt nhìn cái này chỉ tới lỗ mũi mình nữ hài. Bởi vì có lý cũng không có ngoại nhân. Bởi vậy Lãnh Vô Yên trên người bây giờ cũng không có chỉ cần ngoại nhân mới có thể thấy được lạnh nhạt khí tức. Toàn thân cao thấp cũng là loại kia như nhà bên nữ hài một dạng khí chất, đồng thời còn mang theo một chút khéo hiểu lòng người. Lãnh Vô Yên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Gag nhẹ nhàng kéo lên tay, bắt được Tô Lê cái kia khoan hậu bàn tay ấm áp. Tiếp xúc trong nháy mắt, Lãnh Vô Yên chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Nhưng nàng ớ ngã là tiếp tục bắt được. Gag nhìn về phía trước mắt cái này mặc dù là lần thứ nhất gặp,
nhưng khí tức lại là hết sức quen thuộc nam nhân. Tư Dao là Tê người bạn thứ nhất, cũng là Tê khuê mật tốt nhất. Huyết thỏ tại Tê, mất đi, người đoạn thời gian kia không ngừng khích lệ Tê, Tê sớm đã xem nàng như người nhà đồng dạng đối đãi. Không hy vọng các nàng về sau rời đi Tê, gợi ý tại sau này thời gian, có thể một mực nhìn thấy ngươi, cùng với các nàng. Lãnh Vô Yên ánh mắt lóe lên, bờ môi nhúc nhích nói. Tâm ý của các nàng Tê lại như thế nào không biết đâu. Tê ế ư gờ là cùng ngươi khế ước nha, Tô Lê, Tê lại không ngu ngốc, các nàng đối ngươi cảm xúc Tê sẽ không biết sao. Chỉ bất quá, Tê cũng không ngại, Tê từ nhỏ vắng vẻ đã quen. Từ nhỏ đã từ cô nhi viện đi ra tự mình một người sinh hoạt. Ải trước khi gặp phải ngươi, Tê một mực là một người lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt. Cho dù có An Quốc bá bá cùng Sảo Vân bá mẫu chiếu cố, nhưng bọn hắn cuối cùng có cuộc sống của mình, không phải sao? Chẳng lẽ Tê rất ưa thích cô đơn một người sống sót sao? Lãnh Vô Yên lắc đầu, nhìn xem Tô Lê tiếp tục nói. Không phải, mỗi lần nhìn thấy trong nhà người khác hòa thuận, vui vẻ hòa thuận. Ta đều rất hâm mộ, Tê cũng hy vọng Tê có thể là trong gia đình một phần tử. Cũng may, Thượng Thiên đem gờ ươi mang đến bên cạnh ta, gặp phải gờ ươi sau đó. Cuộc sống của ta cuối cùng có màu sắc, chưa từng sắc, đã biến thành màu đen. Nhưng gờ ái à z màu đen cũng không tà ma. Tương phản, nó rất đáng tin, bởi vì màu đen. Thư Dao xuất hiện tại trong thế giới của ta. Thỏ thỏ xuất hiện tại trong thế giới của ta. Nói đến đây, Lãnh Vô Yên dừng một chút, nhìn về phía một bên Đoạn Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt cũng xuất hiện tại trong thế giới của ta. Đoạn Cơ Nguyệt nghe đến đó, sắc mặt đằng biến đỏ. Miệng nàng môi ngập ngừng ột gờ út, không có lên tiếng. Dù sao hôn trộm đều bị phát hiện, lại rào biển cũng không hề dùng. Bất quá, sắc mặt nàng bỗng nhiên khẽ động, trong mắt trở nên kinh nghi. Nàng xem chung quanh một cái, đây là Quảng Hàn Cung, cũng không có địch nhân. Vậy cái này cỗ khí vị là gờ à gờ lặng lẽ đóng chặt khí tức. Bên này, Lãnh Vô Yên vẫn còn tiếp tục êm tai tự thuật lấy. Chính là bởi vì có gờ ươi, thế giới của ta mới trở nên nhiều màu nhiều sắc. Lúc nào cũng hữu kinh vô hiểm tu luyện, sung sướng Thư Dao, khả ái thỏ thỏ, hiên ngang Cơ Nguyệt. Đờ gờ zét gờ ý, gờ ươi gờ ái à zét màu đen, á sắc đứng đắn sao? Bây giờ, ta đã biết, cỗ này màu đen không đứng đắn, á sắc ô gờ ải thuần túy màu đen sao? À là loại kia màu sắc sặc sỡ đen. Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Vô Yên thậm chí nâng lên nhu bạch song di, nhẹ nhàng kéo lại Tô Lê cổ. Rất ưa thích loại này nhiều màu nhiều sắc thế giới, cũng không tiếp tục muốn về đế lấy trước kia loại vô sắc vô vị trong sinh hoạt. Cho nên, Tê ích kỳ hy vọng, gờ ươi, cùng với các nàng, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta. Lãnh Vô Yên nhẹ nhàng nhón chân lên, bờ môi tới gần Tô Lê lỗ tai nhẹ nhàng nói, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tô Lê trong lòng rung mạnh, Lãnh Vô Yên, đây là thế nào? Gờ ư tê ê à hôm nay như vậy chủ động. Tô Lê còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cảm thấy linh khí chung quanh không thích hợp. Cảm giác này, là mị hoặc, Lưu Áng Mây Hồ, Cố Thư Dao. Á sắc đang muốn quay đầu nhìn về phía Cố Thư Dao, lại bị chúng chiêu huyết thỏ cùng Cố Thư Dao ôm lấy. Lãnh Vô Yên tại phía trước, Cố Thư Dao cùng huyết thỏ tại trái phải. Lãnh Vô Yên dán vào Tô Lê lỗ tai nhẹ nhàng phun tới. Có thể chứ, chủ nhân, Tô Lê cả trái tim bỗng nhiên rung động. Sau lưng đột nhiên bộc phát ra mấy chục cây xúc tu. Bọn hắn vị trí, lập tức đã biến thành một cái cực lớn màu đen nhộc. Đoạn Cơ Nguyệt hạ ý thức tránh đi hướng nàng bao phủ tới xúc tu. Mấy cái bật lên rời đi xúc tu phạm vi. Sau đó, gờ ái à z cực lớn màu đen nhộng liền trong nháy mắt hướng trong Quảng Hàn Cung biến mất không thấy gì nữa. Chương 291 dòng dã 5 ngày truyền công. 3 ngày sau, Đoạn Cơ Nguyệt yên tĩnh ngồi ở Quảng Hàn Cung cung điện bên ngoài. Gờ à gờ cứ như vậy ngồi, cũng không có tu luyện cái gì. Gờ à gờ không tĩnh tâm được, trong lòng hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Ái à z đều 3 ngày, còn chưa có đi ra sao? Không biết có phải hay không là bởi vì vô tâm tu luyện nguyên nhân. GAG đột nhiên cảm giác ở đây như có chút ý lạnh. Đớ rét là chỉ có mùa xuân lúc mới có thời tiết. Không nghĩ tới GAZ Quảng Hàn Cung trong thế giới, cũng có mùa phân chia. GAG lại liếc mắt nhìn cung điện phương hướng. Trong lòng khẽ thở một hơi. Đớ rét gợi ý là Suzumiya xuân sao.
chờ trong lòng cỗ này thở dài đánh tan. Cung điện bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Chỉ thấy Huyết Thỏ cùng Cố Thư Dao mềm nhũn từ cửa cung điện leo ra. Trên thân bị màu sắc ánh sáng màu đen xúc tu tầng tầng trói lại. Hai người hướng nàng cật lực đưa tay ra cánh tay. Cơ Nguyệt, cứu lấy chúng ta phải chết. Nhìn thấy hai người gần như cặp mắt vô thần. Đoạn Cơ Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng đi qua. Tô Lê tên kia, cũng quá đáng, thế mà hạ thủ nặng như vậy. Các ngươi trước tiên đi ra, T.A.Z lìa đi tìm Á Sắc phân xử đi. Đi đến cửa cung điện, Đoạn Cơ Nguyệt đưa hai tay ra giữ chặt các nàng. Lại bị Huyết Thỏ cùng Cố Thư Dao trở tay bắt lấy. Ai? Huyết Thỏ cùng Cố Thư Dao trong mắt lóe lên rào hoạt thần sắc. Cùng chết a g ơi. Chấm 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 chấm. Hai ngày sau, Cố Thư Dao thần thanh khí sảng rời đi Quảng Hàn cung. Không ly khai không được, tân sinh tổng quyết tái muốn bắt đầu. Tô Lê Thư Thư phục phục nằm ở Lãnh Vô Yên trên đùi. Á Sắc cũng không có tác dụng gợi ý nguyên bản hình tượng. À là lại biến trở về cái kia màu đen tuyền con mèo. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn gợi ý đế cái gọi là gối đùi a. Huyết Thỏ đã trở về tiếp tục nghiên cứu. Bất quá, cái này không còn là nghiên cứu vũ trụ bản Nguyệt Thỏ chiến y. À là nghe theo Tô Lê mệnh lệnh, cùng Long Thần bên kia bắt đầu nghiên cứu chế tạo thái không chiến hạm. Long Thần bởi vì kết thúc hình chiếu trùng chúa giải mã. Tăng thêm Tô Lê dừng hết nó chế tạo máy thu hình lỗ kim dây chuyền sản xuất. Trở nên không có việc gì, dứt khoát lìa cùng Huyết Thỏ nghiên cứu. Lãnh Vô Yên cùng Đoạn Cơ Nguyệt thì tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Không biết có phải hay không là bởi vì Tô Lê truyền công năm thiên nguyên nhân. Đoạn Cơ Nguyệt bây giờ toàn thân khí huyết đã biến thành u lục sắc. Không cẩn thận nhìn phía dưới, lại phát hiện GIAZ u lục sắc, màu sắc không bằng ban đầu sâu. Nó trở nên nhạt trắng chút, đây cũng không phải Đoạn Cơ Nguyệt thực lực trở nên yếu đi. Tương phản, Đoạn Cơ Nguyệt trở nên càng thêm kinh khủng. Khí huyết màu sắc sở dĩ trở nên nhạt, đó là bởi vì Tô Lê năng lượng trong cơ thể truyền công rất y ê cho nàng. Tại hai ngày này truyền công bên trong, Tô Lê ngạc nhiên phát hiện. Cái kia biến mất không thấy gì nữa không gian năng lượng, thì ra đã biến thành lực điện từ một bộ phận. Bản thân không gian gợi ý là đại biểu cho một phương lực điện từ. Cả hai kết hợp phía dưới, tương đương với Tô Lê bản thân liền có thể điều khiển một bộ phận lực điện từ. Như vậy thì có thể giảm bớt cần dùng đế năng lượng trong cơ thể phối trộn. Nếu như nói phía trước, Tô Lê sử dụng 100 lực điện từ. Vậy sẽ phải tiêu hao 100 năng lượng, nhưng có không gian này năng lượng gia trì. Á Sắc chỉ cần 2A166% năng lượng, liền có thể sử dụng 100 lực điện từ. Đại đại tiết kiệm Tô Lê sử dụng lực điện từ lúc chiến đấu năng lực bay liên tục. Ái à Z không thể bảo là không cường lực, à cỗ năng lượng này, trả một bộ phận cho Đoạn Cơ Nguyệt. À, về sau năng lực của nàng, cũng kèm theo có một bộ phận lực điện từ gia trì. Bao quát nhưng OG giới hạn trong lúc công kích, phạm vi công kích lại so với trên thực tế nhìn qua lớn. Quy lực biến lớn, chống cự một bộ phận công kích, mặc kệ công kích này là lấy gờ ái gờ ý hình thức. Lãnh Vô Yên thì càng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Dù sao làm chủ yếu khế ước giả, truyền công nhất định là nhiều nhất một cái. Bây giờ, Lãnh Vô Yên đã biến thành tông sư, ẩn ẩn có vượt hướng võ thánh cảm giác. Hơn nữa cũng có một bộ phận lực điện từ quyền khống chế. Quyền khống chế trọng thậm chí là Đoạn Cơ Nguyệt gấp 3-4 lần. Đồng thời, cơ thể còn bị tăng cường thành Đoạn Cơ Nguyệt thể chất giản bản. Cơ thể đồng dạng là hiện ra mỡ đông ngọc ánh sáng lộng lẫy. Nội bộ cơ bắp cũng là đã biến thành hoàn mỹ lưu tuyến thể, bên trong ẩn chứa kinh khủng nổ tung năng lượng. Gân cốt như ngọc trụ giống như ôn nhuận cứng cỏi, độ cứng tăng lên rất nhiều. Tô Lê dám nói, nếu để cho thời khắc này Lãnh Vô Yên lần nữa đối mặt Bạch Khởi cái kia ra thịt võ thánh. Bằng vào nhục thân thực lực, Lãnh Vô Yên cũng không hư Á Sắc. Lấy tông sư thân thể, ngạnh bính ra thịt võ thánh. Đây là bực nào kinh khủng. Đến nỗi Cố Thư Dao bên kia, quân võ đại học quảng trường. Một đám người trừng lớn hai mắt nhìn về phía trên sân Cố Thư Dao. Ngay cả chủ quan trên đài Diêm Xà Thân cùng Cơ Khiếu Hồng mấy người đều giật mình nhìn xem trên đài bóng người xinh xắn kia. Đớ rét là 77 cấp, cái này sao có thể? Diêm Xà Thân chấn kinh lên tiếng nói. Cho dù là Á Sắc hệ học sinh bên trong, Á Sắc cũng không dám tin tưởng đây là sự thực.
Cố Thư Giao hơn một tuần lễ phía trước OG ải vừa mới phá 70 cấp sao? Lúc này mới mấy ngày, cơ hồ một ngày nhất cấp, điên rồi, thế giới này điên rồi. Một ngày nhất cấp khái niệm gì? Đớ xét gợi ý là 70 cấp trở lên cấp bậc A. Vũ GOG ải 50 cấp trở xuống đẳng cấp, 70 cấp trở lên, mỗi một cấp cần tu luyện, năng lượng cũng là lên một cấp bội số. Cố Thư Giao đây là bị quán đỉnh sao? Cơ Khiếu Hồng ở một bên thở dài. Ái à Z, gợi ý là có thủ hộ giả ở sau lưng nâng đỡ chỗ tốt sao? Viên Hồng quay đầu nhìn về phía cơ rít gào hồng, dê dê ươi ói, đớ Z là vị kia thủ hộ giả làm. Vậy nếu không, như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng chỉ có A Sắc mới có thể làm được A. Ân, chính xác như thế. Mấy người khác nghe được Cơ Khiếu Hồng nói như vậy, nhao nhao gật đầu. Nick thật là dạng này. Mặc kệ là trước kia phần kia cặn kẽ kém chút liền gian tế quần lót đều sờ điều tra ra tình báo. Ớ ngã là tại Hắc Thành Bình Nguyên chém giết SSS cấp yêu đế cùng SS cấp nửa bước yêu đế thành tựu vĩ đại. Mấy người liền Cơ Khiếu Hồng ở bên trong, thậm chí đến bây giờ đều không rõ. Rõ ràng một giây trước G.O. tại quân võ thành thủ hộ giả. Một giây sau là T.E.A. xuất hiện tại ngoài ngàn dặm Hắc Thành Bình Nguyên. Khi bọn hắn tiếp nhận tinh anh tiểu đội truyền đến nhiệm vụ báo cáo, trong lòng chỉ có bốn chữ. Không thể tưởng tượng, hôm nay, Đoạn Cơ Nguyệt lại không thể tưởng tượng nổi lên tới 77 cấp. Để cho người ta đến cho rằng, cái này cùng cái kia không thể tưởng tượng nổi Lưu Quang thị thủ hộ giả tuyệt đối có liên quan. Đài luận võ bên trên. Lý Viêm tuyệt vọng nhìn xem đối diện Cố Thư Giao. Á Sắc liều chết tu luyện, thậm chí còn để cho trong nhà dốc hết hết thảy có thể điều động tài nguyên gia trì. Ải Tổng quyết tái phía trước một đêm nguy hiểm lại càng nguy hiểm đột phá đế 70 cấp. Vì chính là có thể cùng Cố Thư Giao cùng một trình độ. Kết quả nơi nào nghĩ đến, Cố Thư Giao mùng một xuất hiện. Trực tiếp để cho Á Sắc lâm vào tuyệt vọng, lâm vào bản thân hoài nghi. Rõ ràng. Tự trường thời điểm cảnh giới của hắn là vượt qua Cố Thư Giao. Kết quả, ngắn ngủi một cái tân sinh xếp hạng thi đấu, AG không chỉ có đổi ngang cảnh giới của hắn. Thậm chí còn phản siêu đi qua, kéo ra khoảng cách so khai giảng lúc, Á Sắc kéo ra khoảng cách còn kinh khủng hơn. 7 cấp chênh lệch A, ái à Z cầm đầu so. Nhưng cho dù như thế, Lý Viêm ớ ngã là hít một hơi thật sâu. Á Sắc triệu hồi ra thiên thần hỏa bằng. Mở to mắt nhìn về phía Cố Thư Giao, coi như biết mình đánh không lại, Á Sắc cũng muốn liều mạng một cái. Ân, Lý Viêm sừng sốt một chút, Á Sắc mở mắt ra thời điểm, phát hiện trước mặt chú ý Thư Giao đã không thấy. G.A.G. đi cái nào, nói còn chưa dứt lời, Lý Viêm đột nhiên cảm thấy cái ót tê dần, cả người trọng trọng té ở đài luận võ bên trên. Trước khi nhắm mắt, Á Sắc nhìn về phía bên cạnh thiên thần hòa bằng. Cơ thể A chợt ột gỡ út chấn động, sau đó giống như hắn trọng trọng ngã trên mặt đất. Ái à Z, là sao, sao? Cố Thư Giao vỗ vỗ tay liếc mắt nhìn trên mặt đất ngất đi Lý Viêm cùng hắn chiến thú. Quay đầu nhìn về phía trọng tài lão sư. Lão sư, tê thắng sao? Chương 292 các nàng có phải hay không là loại quan hệ đó? A, cái này, tranh tài kết thúc quá nhanh, đến mức trọng tài lão sư cũng không phản ứng lại. Lão sư. Cố Thư Giao lại kêu một tiếng, a, khụ khụ. Trọng tài lão sư lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng. Cái kia, cuối cùng trận chung kết, Cố Thư Giao, thắng. Trọng tài lão sư lúc này tuyên bố, toàn bộ quảng trường, tất cả năm thứ nhất tân sinh lập tức gieo hò một mảnh. Chỉ bất quá, G.I.A.Z tiếng hoan hô có chút không đắc ý. Vốn cho rằng cuối cùng này trận chung kết nhất định là niềm vui tràn trề một trận chiến đấu. Kết quả, lại là bắt đầu vừa kết thúc, hoàn toàn một hồi miểu sát cục. Đây cũng quá khó, đám người rất là hoài niệm, phía trước cái kia một hồi trăm tên tiến giai trong cuộc so tài. Đoạn Cơ Nguyệt cùng Lãnh Vô Yên đánh cái kia một hồi. Cái kia một hồi, mới là niềm vui tràn trề chiến đấu a. Hữu dũng hữu mưu, mưu kế cùng thực lực cùng sử dụng chiến đấu. Hoan hô trong lòng mọi người mới phát hiện, thì ra, cuộc chiến đấu kia mới là cuối cùng trận chung kết a. Ha 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 ha, Viên Hồng tại chủ quan trên đài cười mở mà cười cười. Hậu sinh khả úy a. Cái tuổi này lìa 77 cấp, xem ra, nhân loại chúng ta quốc độ tương lai lại muốn xuất hiện một cái không thua kém bậc mày dâu tuyệt thế cân quắc. Vũ g o g ải một cái,
Diêm Thành Nhân lắc đầu không nói, lão Viên, gờ ơi quên Lãnh Vô Yên. Chờ Viên Hồng trả lời, Lăng Minh ở một bên nghi vấn hỏi. Lãnh Vô Yên đi là tôi thể giả, cuối cùng cả đời cũng chính là võ thánh đỉnh phong. Tôi cường cũng liền nửa bước SS cấp thực lực A. Hừ, cái kia nói không chừng. Cơ Khiếu Hồng một bên hừ hừ nói. Nửa bước SS cấp, chơi đâu, cái kia SS cấp Thái Bạch Kim Tinh đều bị AG làm thịt. Ai dám cho rằng nàng nhiều nhất nửa bước SS cấp. Tốt, người trẻ tuổi tự có tương lai. Chúng ta không cần thay các nàng lo lắng. Lúc này, đột nhiên có một vị lão sư hướng đi Viên Hồng. Hiệu trưởng, có hay không sợ Thành người tới thấy ngươi? A, Viên Hồng kinh ngạc nói, Vô Ý Thành người làm sao tới? Không biết, Á Sắc vừa đến đã muốn tìm ngươi, không có cùng chúng ta ói. Lão sư đúng sự thật trả lời. Ân, biết, bây giờ liền đi. Viên Hồng quay đầu nhìn về phía Diêm Thành Nhân bọn hắn. Ái à rét trao giải nghi thức, liền từ các ngươi tới thay ta chủ trì. Ân, Diêm Thành Nhân gật gật đầu, lão Viên, ngươi đi đi, chính sự quan trọng. Qua nửa giờ, trao giải chính thức bắt đầu. Ái à rét tân sinh xếp hạng thi đấu như thế gióng trống khua chiêng, khiến cho như vậy long trọng chính thức. Tự nhiên phần thưởng này cũng là 10 phần phong phú. Tên thứ nhất lìa thu được 300 học phần ô gờ ói, gờ ò thu được một lần miễn phí học tập kỹ năng, hoặc chiến kỹ cơ hội. Đồng thời, mỗi tháng còn có thể ngoài định mức thu được bộ phận học phần. Tương đương với không hề làm gì, liền có thể nhận được người khác mệt gần chết làm nhiệm vụ ban thưởng. Phía sau thứ hai đế đệ ngũ là 200 học phần đế 100 học phần theo thứ tự giảm dần. Dạng này một đường mà đi mãi cho đến thứ 20 tên. Lãnh Vô Yên xem như thứ 100 tên, tự nhiên ban thưởng gì cũng không có. Nhưng nàng cũng không quan tâm, có Tô Lê tại, những phần thưởng này tẻ nhạt vô vị. Trao giải sau khi kết thúc, Diêm Thành Nhân vui mừng nhìn xem hạng nhất Cố Thư Giao. Ngoặc kép, Thư Giao, gờ ơi làm không tệ, một lần tân sinh xếp hạng thi đấu, thế mà thăng cấp đến kinh người 77 cấp. Rất xem trọng gờ ơi, cố gắng nhiều hơn, ngàn vạn không thể ỷ tài à kiều, bảo trì. Chờ Diêm Thành Nhân nói xong, Cố Thư Giao trực tiếp trở nên không kiên nhẫn. Được rồi, lão sư ta đã biết. Muốn không có việc gì tê trước hết đi tìm Lãnh Vô Yên. Lão sư gặp lại, nói xong, Cố Thư Giao cũng bách thắng Diêm Thành Nhân trả lời, nhanh như chớp hướng Lãnh Vô Yên ký túc xá chạy tới. Ai, Thư Giao, mấy người? Diêm Thành Nhân giơ lên tay, nhìn về phía Cố Thư Giao rời đi phương hướng. Ai, cũng được, Diêm Thành Nhân bất đắc dĩ cười cười, nắm tay thả xuống. Nhà đầu này, thăng cấp đến 77 cấp sau đó, thực lực đại trướng. Luyện tốc độ đều trở nên nhanh hơn không ít. Chớp mắt liền biến mất ở Diêm Thành Nhân trong tầm mắt. Cơ Khiếu Hồng từ một bên đi tới, Á Sắc một mực nhìn lấy Diêm Thành Nhân bên này. Không có cách nào, tổng quyết tái một cái tôi thể hệ cũng không có. Phía trước trăm tên cuộc so tài thời điểm, ngoại trừ Lạnh Không Yên, còn có hai cái gọi Thẩm Tu Võ cùng Nông Chính Hạo cũng tiến vào. Đáng tiếc, cuối cùng bị đào thải trong vòng này. Một cái 86 tên, một cái 89 tên. Cùng với Lãnh Vô Yên GIAZ thứ 100 tên. Á Sắc liếc mắt nhìn Cố Thư Giao rời đi phương hướng, ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diêm Thành Nhân. GAG đi phương hướng, là tôi thể hệ ký túc xá nữ sinh. Tôi thể hệ ký túc xá nữ sinh, Lãnh Vô Yên sao? Như vậy vội vã đi làm cái gì? Dê dê ươi ói, Cơ Khiếu Hồng dùng không rõ ý vị ánh mắt liếc mắt nhìn Diêm Thành Nhân. Các nàng gờ ái gờ y, đừng thừa nước đục thả câu. Diêm Thành Nhân nhíu mày đảo. Các nàng có phải hay không là loại quan hệ đó? Diêm Thành Nhân kinh ngạc ánh mắt nhảy một cái. Dê dê ươi ói là, Cố Thư Giao ưa thích Lãnh Vô Yên. Tê, Diêm Thành Nhân hít vào một hơi, lại lần nữa nhìn về phía Cố Thư Giao rời đi phương hướng. Hồi tưởng lại Cố Thư Giao đi tới chiến thú hệ đủ loại biểu hiện. Đối mặt đông đảo nam sinh ưu tú truy cầu thờ ơ. Không có bất kỳ cái gì một điểm hành động. Nhưng lại tại gặp phải Lãnh Vô Yên thời điểm đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Nhiều hơn một loại y như là chim non nép vào người cảm giác. Tăng thêm động một chút lại đi tìm Lãnh Vô Yên, một chờ gợi ý là cả ngày vài ngày. Ái à rét từng cái dấu hiệu, đều cho thấy. Cố Thư Giao dường như là thật sự yêu thích Lãnh Vô Yên a. Cơ Khiếu Hồng nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nữ oa oa kia tê ư gờ là thủ hộ giả ai?
có thể không vui sao? Ta nếu là cố thư giao tê cũng ưa thích à? Cường lực như vậy có thể tin ý chí, coi như ô gờ ải cứng rắn, cảm giác kia cũng là vô cùng an toàn à. Bên này, cố thư giao vội vã trở lại tôi thể hệ, nữ sinh 25 hào ký túc xá. Mở cửa trong nháy mắt, liền thấy trong phòng khách Lãnh Vô Yên yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon. G.A.G. ôn nhu vuốt ve nằm ở trên đùi, dựa vào gối đùi Tô Lê. Bây giờ Tô Lê đã là biến trở về nguyên trạng, thư thư phục phục nhắm mắt lại không biết đang làm những gì. Cố thư giao đi đến Tô đứng dậy bên cạnh, Lãnh Vô Yên lại hướng nàng nhẹ nhàng hư thanh. Cố thư giao động tác lúc này trở nên nhu hòa, không yên, Tô Lê đây là đang làm cái gì đâu. Lãnh Vô Yên khẽ lắc đầu, tiếp tục vuốt ve Tô khởi đầu phát. Cũng không biết, nhưng Á Sắc đúng là vội vàng, chúng ta không nên quấy rầy Á Sắc. Ừ, cố thư giao gật gật đầu, hơi hơi đưa tay nhẹ nhàng dựa vào hướng Tô Lê khuôn mặt, giống như mèo con đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy. Cơ Nguyệt tỷ tỷ cùng Thỏ Thỏ đâu? Các nàng tại trong Quảng Hàn cung tu luyện. Dê dê ơi muốn đi vào sao? Cố thư giao lắc đầu, đi vào làm gì? Tê phải bồi tại Tô Lê bên cạnh, ngược lại cũng là tu luyện ô gờ ải. Lãnh Vô Yên nhẹ nhàng nở nụ cười, dê dê ơi nha. Tùy ngươi vậy, hi hi. Cố thư giao cong lên vành trăng khuyết cười đùa. Trực tiếp tại Lãnh Vô Yên trước mặt ngồi xuống bắt đầu tu luyện. À Tô Lê, vẫn như cũ chẳng quan tâm. Á Sắc đúng là vội vàng. Bây giờ, ý thức của hắn, toàn bộ đặt ở một cái tại bất minh chất lỏng trong suốt trong bình phong tồn lấy phân thể bên trên. Bình bên ngoài, đang đứng một thân trắng bạch trạch. Chương 293 ta giúp ngươi giết nọc độc. Bạch trạch cao mày nhìn xem trong bình không có cố định hình dạng chất lỏng màu đen. Chuyện gì xảy ra, đã nhanh 2 tuần lễ. Đệ nhất tuần lễ thời điểm tử khí một mảnh, cho ăn số lớn đầu mới tỉnh lại. Vốn cho rằng sống lại, kết quả cũng chỉ là tế bào đã biến thành hoạt tính, ý thức nhưng căn bản không có tỉnh lại. Cho đến trước mắt A cấp trở xuống yêu thú đầu đều cho ăn không chỉ hơn vạn cái. Liền S cấp đều cho ăn 10 mấy cái. G-U-T-E à đến bây giờ còn không có phản ứng. Ai à Z một bộ vô ý thức trạng thái rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu. Theo lý thuyết nếu là năng lượng không đủ cho ăn nhiều như vậy đầu óc, năng lượng cũng đủ dùng rồi à. Bạch trạch trăm mối vẫn không có cách giải. Gõ gõ đầu nhớ lại kiếp trước liên quan tới Venom ký ức. Ải đi tới thế giới này phía trước, kiếp trước bên trong, Venom sớm đã là thế giới Marvel trung nhĩ quen có thể tường một vai. Bởi vì không giống với anh hùng khác tính cách hà rất được hoan nghênh. Nguyên bản Á Sắc đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng ở Venom bước thứ 2 xuất hiện thời điểm, bằng hữu liền lôi kéo Á Sắc cùng một chỗ ở trên mạng nhìn. Bước thứ 2 Venom tên là Đồ Sát, là Venom nhi tử. À nhân vật nam chính bị nhân vật phản diện cắn một cái sau, hấp thu chứa Venom gen huyết dịch sau. Lại tại tiêm vào bên trong hấp thụ đại lượng năng lượng sau mới hiện thân. Toàn thân lộ ra máu tanh ám hồng sắc. Chờ, Bạch Trạch đột nhiên nghĩ đến gờ ái gờ y, sừng sốt một chút, nhìn về phía trong bình cái kia màu đen chất lỏng. Chẳng lẽ, Bạch Trạch khẽ nhíu mày, duỗi ra 2 ngón tay, nhẹ nhàng gõ tại trên ngực của mình. Lấy thêm ra lúc đến. Ngón tay chỉ trên bụng đã có một giọt tinh thuần vô cùng máu tươi. Trong lòng tinh huyết, ôm thử một chút tâm tính. Bạch Trạch đem giọt máu này bỏ vào trong bình. Giọt máu tươi này uẩn chứa tinh thuần linh khí. Nhỏ xuống tiến tràn đầy chất lỏng trong bình không có tản ra. À là duy trì giọt nước trạng thái một chút chìm đến bên trong. Y ề tại đỡ rét giọt máu tươi hạ xuống đến chất lỏng màu đen phụ cận thời điểm. Ái à rét đầm chất lỏng màu đen bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Bạch Trạch ánh mắt cũng đi theo bỗng nhúc nhích. Chẳng lẽ, thành công? Thực ra không phải vậy. Á Sắc cũng không biết Venom đã sớm không sợ loại tình huống này. Ải thu được giai đoạn thứ 7 ban thưởng, vĩnh hằng duy nhất ý thức ban thưởng lúc cũng đã nói. Tô Lê mặc kệ phân đi ra bao nhiêu điểm thể, ý thức của hắn vĩnh viễn chỉ có một cái. Sẽ lại không tạo ra mới ý thức. Sở dĩ G.I.A.Z 7 ngày thời gian bên trong G.I.A.Z đoàn chất lỏng màu đen vô ý thức hoạt động. Đó là bởi vì Tô xưa nay bản không rảnh bận tâm bên kia. Hắn khi đó gò tại Quảng Hàn cung trong cung điện theo thứ tự cho người khác truyền công lực đâu. Náo ra nhân mạng công lực, đâu để ý bên này hồng thủy ngập trời. Mãi cho đến hôm nay, Á Sắc mới trầm tĩnh lại. Muốn xem phía dưới Bạch Trạch bên này gì tình huống, cũng không biết phải hay không khoảng cách quá xa nguyên nhân.
Tô bắt đầu phát hiện muốn đem ý thức truyền đến cái này phân thể bên trên, nhất định phải từ bỏ khác phân thể, thậm chí bản thể trưởng khống, toàn tâm toàn ý bám vào ở đây mới được. AOGI giống như trước, một bên khống chế chủ thể, một bên khống chế còn lại phân thể biến thành chim sẻ chuột hình dạng hành động. Bất quá Tô Lê đối với cái hiện tượng này ngược lại cũng không thèm để ý. Ngược lại bây giờ Lãnh Vô Yên, Cố Thư Giao các nàng đều ở trường học yên tâm đợi, không có nguy hiểm. Ý thức đến đây cũng liền đến đây. Kết quả vừa mới tới, A Sắc liền thấy Bạch Trạch theo đường ống cửa vào dẫn dụ đến một giọt đầy áp linh lực tinh huyết. Ái à rét tại giọt máu tươi này rơi xuống ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian. Tô Lê trong đầu thoáng qua đại lượng suy nghĩ, đại khái hiểu Bạch Trạch ý nghĩ. Thế là tương kế tựu kế, tại giọt máu này cùng hắn cùng chụp hoành thời điểm. Liền nhào tới, bất quá hắn cũng không có hấp thu hết giọt máu tươi này. À là dùng cơ thể ngăn chờ Bạch Trạch ánh mắt, sau lưng đem giọt máu tươi này trực tiếp dùng lực điện từ phân giải, xoa thành cho bụi. À, đoạn thời gian trước hắn đều gặp qua 4 lần máu. Nam nhân huyết, khẩu khu, nhưng diễn trò làm toàn bộ, hấp thu, giọt máu tươi này sau đó. Tô bắt đầu động vạn vật bắt trước ngụy trang kỹ năng. Đem cái này màu đen nhánh phân thể màu sắc cải biến thành ám hồng sắc. Giống như huyết dịch, bình bên ngoài, Bạch Trạch nhìn thấy Tô Lê đã biến thành bộ dáng này. Lúc này trở nên kích động, thành công. Cuối cùng hữu hiệu, thì ra cần một giọt máu tươi xem như khởi động ý thức chìa khóa. Chẳng thể trách trước mấy ngày cũng không thấy động tĩnh. Á sắc gần sát bình, nhìn xem bên trong cuồn cuộn chất lỏng màu đỏ sẫm. Dê dê ơi, có thể nghe được tê nói chuyện sao? Tiếng nói rơi xuống, gờ ái à rét chất lỏng màu đỏ sẫm liền hướng á sắc dựa đi tới. Chỉ bất quá sắp tiếp cận hắn thời điểm, bỗng nhiên đâm vào trong suốt khoác lên. Xem ra, thật giống như là muốn công kích Bạch Trạch. Cơ thể của Bạch Trạch không nhúc nhích, nhưng thị vệ bên người cũng là bị bất thình lình động tĩnh sợ hết hồn. Vội vàng bắn ra thú chảo, đứng tại Bạch Trạch trước người, đại nhân, cẩn thận. Thứ này, rất nguy hiểm. Bạch Trạch từ tốn nói, nguy hiểm hay không, tê cần gờ ươi tới nói sao. Sợ cái gì, gờ ái à rét trong suốt cháo nhìn mỏng. Lại là dùng SS cấp thiết hoa lưu ly thụ yêu làm bằng da làm mà thành. Liền xem như nhị lang thần tới, nhất kích cũng không thể kích không phá. Bạch Trạch nói dù gì lấy, chợt nghe một cỗ tiếng ông ông. Thanh âm này càng ngày càng vang dội, giống như phong minh. Bạch Trạch mày nhăn lại, đớ rét là. Âm thanh, là từ phía trước cái bình này truyền đến. Ải đạo thanh âm này vang lên thời điểm, trong bình mặt chất lỏng bỗng nhiên chạy vọt lên, giống như là bên trong chất lỏng trong suốt bị làm nóng. Danh sưng ngay cả nhị lang thần tới nhất kích đều kích không phá trong suốt cháo bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Bạch Trạch lúc này nheo mắt lại nhìn xem một màn này. Á sắc bỗng nhiên gợi ý đế, đoạn thời gian trước tại Hắc Thành Bình Nguyên lúc. Na Vê Nòm ứng đối Hạo Thiên Khuyển Âm ba công kích lúc, đánh tới chiêu kia chấn động thương công kích. Ánh mắt hắn chợt trừng lên, không hề có điểm báo trước lách mình ly khai nơi này. Ải Á sắc rời đi nháy mắt sau đó. Cái kia SS cấp thiết hoa lưu ly thụ yêu ra đột nhiên rời đi vô số đạo vết rách. Như tiếng thủy tinh bể vang lên. Ái à Z đoàn chất lỏng màu đỏ sẫm đột nhiên từ trong bình lao ra, lau Bạch Trạch áo bên cạnh vồ hụt. T. Ái à Z đoàn chất lỏng màu đỏ sẫm toàn thân tạo nên từng cơn sóng gợn, rõ ràng không có âm thanh. Nhưng Bạch Trạch nhưng từ nó thời khắc này bộ dáng cảm nhận được nó tức giận cảm xúc. Gặp phụ thân Bạch Trạch không thành công. Chất lỏng màu đỏ sẫm mà đem mục tiêu chuyển hướng thị vệ bên cạnh. Thị vệ căn bản chưa kịp phản ứng. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Á sắc còn chưa kịp làm ra phản ứng. Đoàn kia không rõ chất lỏng liền leo về thân thể của hắn. Z-O-G, O-G, không cần. Thị vệ sợ hãi cả kinh. Run rẩy lui về phía sau thối lui. Nhưng tiếc là thì đã trễ. Chỉ thấy á sắc rú thảm lấy. Cơ thể vặn vẹo lên. Đang muốn hướng phía trước quẳng xuống mặt đất thời điểm. Cơ thể bỗng nhiên biến thành một cái chừng 3 mét cao, toàn thân có màu đen ác quỷ đường vân tinh hồng cự nhân. Ái à rét tinh hồng cự nhân trên thân mọc da gầy trơ xương màu đỏ lưỡi dao, trên mặt là một đôi đổ tam giác trắng bệch cự nhãn. Khóe miệng cơ hồ nứt ra đế cái ót, trong mồm tràn đầy hàn quang răng nhọn, một đầu tinh hồng lưỡi máu ngả vào trên không đung đưa. Bạch Trạch nhìn thấy bộ dáng này biết chuyện trở nên kích động. Không sai, không sai, đớ rét gợi ý là á sắc tới thế giới này phía trước,
nhìn thấy cái kia nhân vật phản diện. Tinh hồng đồ sát, ôi a, ôi a. Tinh hồng đồ sát thở phì phò, tựa hồ ô gờ ải rất thoải mái dáng vẻ. Không được, cỗ thân thể này căn bản vốn không thích hợp ta. Á sắc bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía một bên bạch trạch. Dê dê ươi, dê dê ươi mới thích hợp tê. Chờ tiếng nói rơi xuống, tinh hồng tàn sát thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại bạch trạch trước người. Tinh hồng đồ sát đưa tay ra cánh tay, hóa thành vài gốc xúc tu tính toán muốn tiến vào trong cơ thể của bạch trạch. Chỉ là, giz xúc tu lại là trực tiếp từ cơ thể của bạch trạch xuyên qua. Huyễn tượng, bạch trạch cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nhìn trước mặt tinh hồng cự nhân cười nói. Không hổ là cộng sinh thể, thậm chí ngay cả cha mình không gian kỹ năng đều học được. Giống, tinh hồng đổ sát hướng bạch trạch nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm tại giá sơn trong cơ thể vang vọng. Đem bạch trạch huyễn tượng đều giống đến có chút sai lệch. Không cần, cùng tê, sai gá sắc, tinh hồng tàn sát ngữ khí mang theo tràn đầy ngang ngược. Ha ha ha, bạch trạch ngửa mặt lên trời cười to. Ta biết các ngươi cái chủng tộc này quan hệ, gờ ươi rất muốn giết á sắc phải không? Dù sao có á sắc không có ngươi, có gờ ươi không có á sắc. Dạng này, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Á sắc nhìn về phía trước mặt cái này dọa người bộ dáng tinh hồng đồ sát. Dê dê ươi giúp ta làm vài việc, ta giúp ngươi giết hắn. Chương 294 chính cung lạnh không yên. Tinh hồng đồ sát thở hổn hển, cơ thể nâng lên hạ xuống. Á sắc thảm bại đổ tam giác cự nhãn nhìn xem trước mặt bạch trạch. A, tinh hồng cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người nhìn xem á sắc, tại sao muốn tin tưởng ngươi. Dê dê ươi liền để cho tê phụ thân cũng không dám. Tê như thế nào tin tưởng ngươi lời nói. Dê dê ươi mới vừa nói, ngươi hiểu được tê cái chủng tộc này. Vậy ngươi cũng cần phải biết, tê phụ thân ngươi đối với gờ ươi cũng không có chỗ xấu. Tương phản, tê có thể để ngươi trở nên càng cường đại. Cường đại đến thế giới này không người có thể địch. Tinh hồng đồ sát nói, giơ cánh tay lên, soạt một tiếng biến hóa ra một thanh búa bén. Toàn bộ hình tượng trở nên tà tính nổi bật. Ha 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 ha. Bạch trạch cười ha ha. Á sắc nhìn xem trước mặt tinh hồng đồ sát. Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu máu của ta nguyên nhân sao? Cảm giác gờ ươi trở nên xảo trá không thiếu. Á sắc híp mắt nhìn về phía cái này so yêu thú còn muốn gian ác kinh khủng ra hỏa. Chính là bởi vì ta hiểu các ngươi cái chủng tộc này, cho nên tê mới không dám tùy tiện để cho phụ thân. Dê dê ươi có ý tứ gì? Tinh hồng đồ sát nghe được câu này, đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân tung ra gầy trơ xương tinh hồng lưỡi kiếm, đem hắn tâm tình vào giờ khắc này hiện ra 10 phần nổi giận. Bạch trạch 10 phần nhẹ nhõm đứng tại chỗ, tựa hồ không có bởi vì tinh hồng đồ sát thời khắc này bộ dáng trở nên có một tí sợ hãi. Á sắc thành thạo điêu luyện nói, ý của ta là, các ngươi cái chủng tộc này, phụ thân đế cái nào đó trên người mục tiêu, chính xác có thể để cái kia sinh vật trở nên vô cùng cường đại. Nhưng, tương ứng, các ngươi cũng nắm trong tay cái mục tiêu này sinh tử, không phải sao? Chỉ cần túc chủ không hợp các ngươi tâm ý, các ngươi giết hắn, đơn giản giống như nghiền chết một con kiến. Vừa rồi nếu là để cho kèm thân, cái kia bây giờ, gờ ươi ói gờ ái gờ ý, tê liền phải làm cái gì, không phải sao? Dạng này, tê còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi bàn điều kiện sao? Lời này vừa nói ra, chỗ này lớn như vậy sơn động trở nên yên tĩnh im lặng. Tinh hồng đồ sát cùng bạch trạch cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. A a a a ha 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 ha. Tinh hồng đồ sát nhẹ nhàng cười lên, càng cười càng lớn tiếng. Không hổ là danh xưng biết được vạn sự vạn vật tồn tại, bạch trạch chi danh, danh bất hư truyền. Bội phục, chẳng thể trách ngay cả cha. Thân đều đối gờ ươi kiêng kỵ trọng trọng. Bạch trạch cười nhạt một tiếng, cũng vậy, vê nom, không đúng, gờ ươi hẳn là đồ sát a. Đồ sát tục danh, đồng dạng như sấm bên tai. Hừ, đi, mông ngựa cũng liền đập tới cái này. Tinh hồng đồ sát hừ một tiếng nói. Nói đi, người muốn cho tê làm cái gì? Dê dê ươi như thế nào giúp ta giết vê non? Dễ nói, tê tự nhiên là có biện pháp. Bạch trạch tự tin nói. Bất quá trước đó, tê gợi ý trước nghe một chút. Vê non ở cái thế giới này, tiến hóa tới trình độ nào? Năng lực của hắn, có mấy loại? Tinh hồng đồ sát nhìn hắn một cái, nói, đi, tê vì ngươi biểu thị một lần. Nhưng,
gờ ơi muốn trước tìm cho ta mấy người tới. Cỗ thân thể này không thích hợp tê, cũng nhanh phải chết. Nói, tinh hồng đồ sát chợt thấp ột gờ út, chứng minh á sắc thời khắc này tình huống cũng không thoải mái. Cái này tự nhiên là có thể. Bạch Trạch gật gật đầu. Người tới, một bên khác, trong Quảng Hàn Cung, Lãnh Vô Yên, Cố Thư Giao, Đoạn Cơ Nguyệt, Huyết Thỏ bốn người vây quanh Tô Lê lẳng lặng nhìn. Ải Cố Thư Giao sau khi trở về, Huyết Thỏ liền vội khó dằn nổi từ trong Quảng Hàn Cung đi ra, đem Lãnh Vô Yên, Cố Thư Giao cùng Tô Lê ba người kéo trở về. Vốn chính là bởi vì muốn chờ Cố Thư Giao trở về mới ở bên ngoài đợi. Cũng không thể để cho hai người này vụng trộm hưởng dụng tên kia. Có phúc cùng hưởng, không thể ăn một mình. Đối với cái này, Lãnh Vô Yên lắc đầu bất đắc dĩ, AG cũng không để ý. Ngược lại Tô Lê ở đâu, AG di tại cái nào. Bốn người nhìn xem Tô Lê gò tại tại ngủ say không có phản ứng. Huyết Thỏ trước tiên mở miệng nói, á sắc ư tê ê à ngủ lâu như vậy. Không có cách nào, Lãnh Vô Yên đáp, Tô Lê ói á sắc có cái phân thể xảy ra chuyện, phải bận rộn lấy đi xử lý. Có thể là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, á sắc không có cách nào làm đến khống chế hai cái cơ thể. Sở dĩ lâu như vậy trở về, có thể là bên kia có chuyện gì à? Nàng xem một mắt Huyết Thỏ, cưng chiều vuốt vuốt tóc của nàng nói, chúng ta trước hết không nên quấy rầy á sắc. Chờ trở lại hãng nói à, tốt à, Huyết Thỏ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Gờ tại à gờ tiếng nói vừa ra, một tiếng cười khẽ hơi hơi vang lên, à. Huyết Thỏ gờ ơi vẫn rất ngoan. Tô Lê cười từ Lãnh Vô Yên gối đùi ngồi dậy tới. Tô Lê, gờ ơi đã về rồi. Nhân ba, nhìn thấy Tô Lê tỉnh lại, Huyết Thỏ, Cố Thư Giao cùng Đoạn Cơ Nguyệt đồng thời kinh hỉ hô. Gờ ư tê ê à, kích động như vậy làm gì, chờ đợi năm thiên các ngươi đều không ngán sao. Á sắc mỉm cười nhìn về phía trước mặt ba người. Không sợ đợi tiếp nữa náo ra nhân mạng. Ba người lúc này hơi đỏ mặt. Nhao nhao lắc đầu liếc nhìn một bên. Tô Lý do hình dáng cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía yên lặng nhìn chăm chú lên á sắc Lãnh Vô Yên. Làm không tệ, có gờ ơi tại, tê rất yên tâm. Cảm tạ chủ nhân khích lệ, Lãnh Vô Yên nhu nhu cười nói. Nhìn xem Lãnh Vô Yên nét mặt tươi cười bày ra, nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng. Tô Lê lại muốn tìm các nàng đánh nhau đánh thiên hôn địa ám. Xem như cộng sinh thể á sắc, có thể đồng thời đi theo bốn cái nữ nhân hòa mình cũng không phải nói đùa. Bất quá bây giờ không được, Tô Lê nhéo nhéo Lãnh Vô Yên mũi. Bây giờ phải bận rộn, trước hết không có cách nào cùng các ngươi. Chờ bên kia kết thúc, tê liền mang các ngươi đi dạo quân võ thành như thế nào. Tới đây lâu như vậy, còn không có chân chính mang các ngươi đi dạo qua đây. Thật sự, tốt lắm, nhân ba, sau lưng lại đồng thời vang lên tam nữ âm thanh. Tô Lê bật cười quay đầu xem trọng, các ngươi vẫn rất cao hứng đúng không? Đó là dĩ nhiên, Huyết Thỏ hoạt bát nói. Tới quân võ thành cũng có nhiều năm, nói thật ra, ta còn thực sự không hảo hảo đi dạo qua quân võ thành. Đoạn Cơ Nguyệt cười nói. Lại nói, dạo phố, tê ế ư gờ là bản tính của phụ nữ ai? Cố Thư Giao nháy nháy mắt, Tô Lê đồng ý, chính xác như thế. Ngay cả hán tự tầm thường Đoạn Cơ Nguyệt nghe được đi dạo phố đệ nhất cảm xúc cũng là cao hứng. Có thể tưởng tượng được, đối với phụ nữ mà nói, đi dạo phố ý nghĩa rất là trọng đại. Sau lưng, Lãnh Vô Yên âm thanh truyền đến, đi làm việc trước ngươi a. Giúp xong lại nói, ngược lại quân võ thành lìa tại đớ rét. Cũng sẽ không chân dài chảy, chúng ta không vội. Tô Lê cảm động quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Yên, kể từ xác nhận quan hệ lẫn nhau hảo. Lãnh Vô Yên khắp nơi hướng về á sắc, mặc dù nói trước kia cũng là như thế, nhưng không có bây giờ rõ ràng như vậy. Hảo, tê mau chóng xử lý. Nói xong, á sắc liền lại nằm trở về Lãnh Vô Yên gối đùi. Á sắc đỡ rét là thừa dịp Bạch Trạch đi gọi người thừa cơ chạy về tới xem một chút. Căn bản chờ không được bao lâu, ý thức quay lại đế tinh hồng đồ sát bên này sau. Vừa hay nhìn thấy Bạch Trạch mang theo mấy cái yêu thú chỉ có một người loại tới. Bạch Trạch nhìn xem trước mặt không nhúc nhích tinh hồng đồ sát, trong lòng khẽ gật đầu. Ân, cái này đồ sát nhìn muốn so điện ảnh bên trên muốn đáng tin nhiều lắm. Cũng không biết phải hay không bởi vì thế giới này Venom mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân. Đồ vật ta đã mang đến. Đồ sát, thỉnh, chương 295 nọc độc năng lực, toàn bộ đỡ ra. Tinh hồng đồ sát gật gật đầu,
đem bàn chân phía dưới phụ trách cố định thân thể adamantium năng lượng hợp kim giá đỡ rút trở về. Bởi vì vừa rồi ý thức muốn trở về một chuyến, vì phòng ngừa bên này thánh thể bỗng nhiên ngã xuống. Hắn liền tại tinh hồng dưới da, tạo ra một bộ hình người giá đỡ, lòng bàn chân cắm vào mặt đất cố định trụ thân ảnh. Dạng này mới sẽ không ngã xuống. Kết quả không nghĩ tới, hắn cái này lo lắng nhiều một bước, tại bạch trạch trong lòng đưa tới loại phản ứng này. Nếu để cho hắn biết bạch trạch suy nghĩ trong lòng, sợ không phải trong miệng răng nanh đều cười đi hơn phân nửa. Hắn chỉ là trở về tú cái ân ái, từ đâu tới nhiều như vậy cong cong nhiễu. Hắn nhìn thấy mang tới gia hòa bên trong, lại còn có nhân loại. Không khỏi có chút hiếu kỳ, người ở đây, lại còn có nhân loại. Ta còn tưởng rằng tất cả đều là yêu thú đâu. Người nói hắn a, bạch trạch nhìn về phía cái kia một cái duy nhất nhân loại. Hắn cũng là người đáng thương, thâm thụ nhân loại đất nước giết hại. Cho nên mới tìm tới dựa vào ta. Tinh hồng đồ sát nghe gật gật đầu, thì ra là thế. Trong lòng lại nói nguyên lai là người gian, vậy thì không có sao. Nếu là tù binh lời nói hắn còn muốn qua tâm lý một cửa ải kia. Mặc dù nói trong lòng cái kia quan cũng chính là mặc niệm 3 giây xong việc thôi. Dù sao bị bắt được ở đây, vốn là thập tử vô sinh. Nếu như bị hắn phụ thân, còn có cơ hội báo thù không phải. Bạch Trạch nhìn về phía tinh hồng đồ sát, ngươi muốn làm gì? Nhìn kỹ, tinh hồng đồ sát hừ nhẹ một tiếng, cơ thể trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một con yêu thú phía trước. Đây là Venom một loại trong đó năng lực, bước nhảy không gian, thi triển nhanh chóng, cơ hồ không có thi pháp khoảng cách. Khoảng cách thi pháp là 500 mét, tinh hồng đồ sát nói xong, nâng tay phải lên, một đoàn sâu u kinh khủng u lục sắc năng lượng cầu xuất hiện trong tay. Cái này đoàn năng lượng cầu tản ra cực độ nóng bỏng nhiệt lượng. Đem không gian chung quanh đều thiêu đến vặn vẹo không thôi. Bạch Trạch nhìn thấy cái này đoàn hỏa cầu, lông mày hơi nhíu, đây là năng lượng hạt nhân lượng. Phía trước hắn một mực thông qua hình chiếu trùng quan sát, cho tới bây giờ cách rất gần. Bạch Trạch lúc này mới phát hiện, thì ra cái kia Venom một mực sử dụng năng lượng không phải linh khí, mà là năng lượng hạt nhân. Ngay từ đầu nhìn thấy Venom cùng Trúc Dung phân thân thời điểm chiến đấu, Bạch Trạch còn tưởng rằng là màu gì kỳ lạ linh khí năng lượng đâu. Kết quả bây giờ mới biết lại là kiếp trước nổi danh nhất năng lượng hạt nhân. Tinh hồng đồ sát gật gật đầu, không tệ, chính là năng lượng hạt nhân. Một đời đi qua thế giới này cường hóa, mặc dù không có đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa làm linh khí. Lại trời đất xui khiến đã biến thành năng lượng hạt nhân, hơn nữa, lấy được năng lượng chuyển hóa hiệu suất cao hơn. Hành động thời gian cũng biến thành càng dài. Bởi vậy, một đời mới không e ngại hỏa diễm. Tinh hồng đồ sát nhàn nhạt giải thích nói. Nói, liền đem trong tay năng lượng hạt nhân năng lượng cầu nhấn hướng trước mặt yêu thú. Yêu thú này rõ ràng có S cấp thực lực, nhưng tại cái này đoàn đậm đà năng lượng hạt nhân năng lượng cầu trước mặt. Lại là liền một giây đều không kiên trì nổi, liền bị cháy thành cho bụi đều không thừa. Bạch Trạch nhìn xem một màn này khẽ gật đầu, thì ra là thế. Chẳng thể trách Na Venom không e ngại hỏa diễm. Hơn nữa mặc kệ là chiến đấu cường độ vẫn là chiến đấu thời gian, đều vượt xa trong ấn tượng nên có hình tượng. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch chợt nhớ tới cái gì. Hắn nhìn về phía hỏa diễm phía trước yên tĩnh đứng tinh hồng đồ sát. Tất nhiên năng lượng chuyển đổi hiệu suất cao như thế, vậy ta cho ngươi cho ăn nhiều yêu thú như vậy, ngươi như thế nào bây giờ mới đã tỉnh lại. Nghe được Bạch Trạch vấn đề, tinh hồng đồ sát trong lòng nhảy một cái. Gia hỏa này, suy tính thật đúng là giọt nước không lọt a. Bất quá hắn sớm đã có ứng đối. Hắn lạnh rên một tiếng. Hừ, đó là bởi vì một đời tên kia túc chủ, phía trước bị Thái Bạch Kim Tinh tên kia thương quá mức nghiêm trọng. Hắn vì bảo đảm túc chủ không chết, cho nên đem đại lượng năng lượng đều dùng tới trị liệu túc chủ. Hơn nữa, tinh hồng đồ sát liếc mắt nhìn Bạch Trạch, cũng không phải ta đến bây giờ mới tỉnh, mà là ta đến bây giờ mới có môi giới tỉnh lại. Thế giới này cuối cùng không giống với chúng ta cộng sinh thể thế giới cũ. Bởi vì có linh khí loại vật này tồn tại, thế giới này pháp tắc áp chế chúng ta thức tỉnh. Chỉ có nhận được trong thế giới này, mang theo linh khí môi giới, mới có thể dung nhập vào trong thế giới này. Bạch Trạch nghĩ đến chính mình giọt kia trong lòng tinh huyết. Trong lòng nhịn không được thở dài, thì ra là thế. Hắn cũng minh bạch vì cái gì cái này tinh hồng đồ sát một khi thức tỉnh liền muốn tìm hắn phụ thân.
Ngoại trừ muốn khống chế hắn cái này đầu lĩnh, một bộ phận khác nguyên nhân hẳn là bởi vì giọt kia tinh huyết bên trong linh khí để cho hắn giải khai thế giới này pháp tắc gông cùm xiềng xích. Nếu như tinh hồng đồ sát biết Bạch Trạch suy nghĩ trong lòng, đoán chừng lại muốn nhịn không được thở dài. Quả nhiên, cùng người thông minh giao tiếp, chỉ cần lời nói không phải quá vẹn toàn, logic có thể trước sau như một với bản thân mình. Những người thông minh này liền có thể bản thân bổ sung đầy đủ. Thân long như thế, Bạch Trạch cũng là như thế. Tinh hồng đồ sát không biết Bạch Trạch suy nghĩ trong lòng, mà là tự mình đi đến một cái khác yêu thú trước mặt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng thoáng qua âm hiểm thần sắc. Chỉ thấy trong tay hắn vung ra một thanh lóe hàn quang cự phủ. Chuôi này cự phủ mũi nhọn hàn mang liên tục, lưỡi búa rộng dài. Quang búa lưỡi đao, liền so búa thêm cán búa còn dài hơn. Tinh hồng đồ sát vung ra cự phủ sau, cũng không quay đầu lại nói, kế tiếp, là cái này. Hắn cũng không có tác dụng lưỡi búa nên có phương thức công kích chém vào đi qua, mà là dùng nhô ra lưỡi búa đâm vào trong cơ thể của chủng yêu thú. Bạch Trạch không rõ ràng cho lắm, đang muốn lên tiếng hỏi thăm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy con yêu thú kia cơ thể đột ngột ở giữa truyền đến một hồi tiếng ông ông. Chỉ thấy con yêu thú này đột nhiên rú thảm đứng lên, nhưng không đến 2 giây. Chủng yêu thú tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thay vào đó là nổ tung thi thể. Huyết dịch cùng thịt nát bắn tung tóe. Tinh hồng đồ sát thu hồi lưỡi búa sau, mới miễn cưỡng giải thích nói. Âm ba công kích, Venom tại miễn dịch âm ba tổn thương sau, tự nghĩ ra một hạng năng lực công kích. Mà hắn sở dĩ sẽ miễn dịch cái này, toàn bộ là bởi vì lâu kim cầu. Lâu kim cầu, Bạch Trạch nhíu mày một cái bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, người nói là kim ngao lang. Hắn thế nào, hừ, bởi vì hắn tự đại. Tại đối mặt Venom thời điểm khinh địch, dẫn đến bị trong nháy mắt miểu sát. Cái kia vương cấp tinh nguyên bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra. Đồng thời hắn vì đem chỗ làm cho ra dáng điểm, còn đem thiết lê hoa tinh cũng đặt ở chỗ đó. Venom hấp thu hắn tinh nguyên sau, cơ thể thu được có thể ngưng tụ ra kim loại vũ khí năng lực. Lại đem sát hoa lê tinh cũng sử dụng sau, có thể chấn động kim loại vũ khí. Gián tiếp để cho Venom miễn dịch âm ba công kích, kim ngao lang. Bạch Trạch nhíu mày, hư việc nhiều hơn là thành công đồ vật. Nhìn thấy Bạch Trạch phản ứng này, tinh hồng đồ sát trong lòng cười thầm. Gắp lửa bỏ tay người, trở thành, lại đem cự đại hóa cơ thể cùng một chút kỹ năng đều phô bày một lần sau. Tinh hồng đồ sát lúc này mới dừng lại, ngoại trừ vĩnh hằng duy nhất ý thức, vạn vật bắt chước ngụy trang cùng lực điện từ cái này 3 cái năng lực bên ngoài. Tinh hồng đồ sát đem tất cả năng lực đều dùng một lần. Hắn đi tới một nhân loại cuối cùng trước mặt, chỉ thấy nam nhân này hai cỗ run run, nhìn phía trước nhiều yêu thú như vậy tử vong. Hắn nói không sợ là không thể nào, rõ ràng đã nói xong là có nhiệm vụ mới gọi hắn tới, không nghĩ tới nhiệm vụ này, lại là tử vong nhiệm vụ. Bạch Trạch nhìn thấy phản ứng của người này, theo thói quen an ủi, yên tâm, hắn chỉ là chướng mắt yêu thú bộ dáng mà thôi. Gọi ngươi tới, là bởi vì ngươi là nhân loại. Hắn càng thân cận nhân loại thôi. Sau đó hắn sẽ phụ thân đến trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ trở thành hắn túc chủ. Một khi phụ thân sau khi thành công, ngươi vừa mới nhìn thấy hết thảy năng lực, cũng là biến thành ngươi. Cho nên, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Nam nhân này nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt kinh hoàng cùng kinh hỉ nửa nọ nửa kia. Thật, có thật không? Vừa rồi tinh hồng đồ sát biểu hiện ra đủ loại năng lực cường đại có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Nếu như dùng tại trên người hắn đúng là tuyệt vọng, nhưng nếu để cho hắn nắm giữ những năng lực này mà nói, hắn tự nhiên nguyện ý. Bạch Trạch gật gật đầu, làm. Bạch Trạch tiếng nói vừa lên, tinh hồng đồ sát liền thoát ly bây giờ cỗ này loại người hình yêu thu thi thể. Hướng nam nhân này trôi qua. Ách, à, 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 nam nhân thét thống khổ lấy, con mắt trợn lên bên ngoài đột. Không đến một giây trở nên thoi thóp, nhưng, lúc này. Bạch Trạch lời nói mới nói xong, hắn nhìn về phía đổi cỗ thân thể tinh hồng đồ sát, thế nào? Quá yếu, quá yếu, tinh hồng đồ sát giống giận, cỗ thân thể này quá yếu, căn bản không có tác dụng gì. Bạch Trạch nhíu mày nhìn xem hỏi, liền S cấp nhân loại đều không phù hợp nhu cầu của ngươi. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là dùng đồ vật gì tỉnh lại ta. Tinh hồng đồ sát hừ lạnh nói, bởi vì ngươi là SSS cấp. Cho nên muốn thích hợp ta sống nhờ cơ thể,
cũng phải là SSS cấp mới được. SSS cấp sao? Bạch Trạch yên lặng nghĩ một lát, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hư việc nhiều hơn là thành công SSS cấp yêu đế. Kim Ngao Lang, hoặc có lẽ là Lâu Kim Cẩu. Chương 296 phiền nhất chính là đang hí kịch bị đánh gãy. Bạch Trạch nhìn về phía Tinh Hồng Đồ Sát. Như vậy đi, qua một tuần lễ sau, ta sẽ gọi Lâu Kim Cẩu tới. Đến lúc đó ta giúp ngươi phụ thân với hắn, như thế nào? Một tuần lễ, Tinh Hồng Đồ Sát nghe được thời gian này, lúc này nổi giận. Ngươi minh bạch một tuần lễ là khái niệm gì sao? Tinh Hồng Đồ Sát hướng Bạch Trạch giống giận, ngươi đoán một đời biết ta sau khi xuất thế. Hắn sẽ làm ra quyết định gì sao? Thế giới này mặc dù nguy hiểm, nhưng lại tiến hóa thời cơ cũng không chỗ không tại. Khi một đời biết ta tồn tại sau, vì có thể thu về ta, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp tiến hóa. Ngươi tất nhiên hiểu rõ chúng ta chủng tộc, liền hẳn phải biết chúng ta chủng tộc đặc tính. Muốn tiến hóa đứng lên, tốc độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi để cho chúng ta một tuần lễ, ngươi nói thẳng để cho ta chết còn tạm được. Chẳng lẽ, ngươi không có thành ý? Tinh Hồng Đồ Sát nhìn chằm chằm Bạch Trạch nói. Nói đến phần sau, Tinh Hồng Đồ Sát thậm chí hai tay duỗi ra hai thanh cự phủ. Trắng hiếu đồ tam giác cự nhãn chăm chú nhìn Bạch Trạch, ánh mắt tản ra nồng đậm sát ý. Bạch Trạch nhíu mày nhìn xem Tinh Hồng Đồ Sát thời khắc này kịch liệt phản ứng. Các ngươi, ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Nói nhảm, Tinh Hồng Đồ Sát lạnh miệt đáp lại nói. Ngươi sẽ không cho là chúng ta đụng tới đối phương là dựa vào tìm A. Hắn đè nén giận đùng đùng ngữ khi nói, đừng nhìn một đời bình thường cũng là tùy tiện vui đùa bộ dáng. Đó là bởi vì ta còn không có xuất hiện, toàn bộ thế giới chỉ có hắn một cái cộng sinh thể. Tự nhiên vui vẻ buông lỏng, nhưng bây giờ không đồng dạng, ta tồn tại, ắt sẽ tăng thêm hắn cảm giác khẩn trương, gia tốc hắn tiến hóa. Cho nên, ta cũng không thể rơi xuống, hắn đang tiến hóa, ta cũng không thể tại cái này làm đợi. Bằng không, ta tình nguyện bây giờ tìm ngươi phụ thân. Nghe Tinh Hồng Đồ Sát lời nói, Bạch Trạch trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tinh Hồng Đồ Sát nói không sai. Nếu như cái kia màu đen Venom thật sự bởi vì Tinh Hồng Đồ Sát xuất thế mà trở nên khẩn trương, điên cuồng tiến hóa lời nói. Vậy hắn cố ý gọi Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Khuyển đem Tinh Hồng Đồ Sát mang ra ý nghĩa liền không có. Nhưng để cho hắn đem chính mình giao cho Tinh Hồng Đồ Sát phụ thân cũng không khả năng. Nói trắng ra là, coi như trước mắt cái này Tinh Hồng Đồ Sát mục tiêu chỉ có một túi Venom. Hắn cũng sẽ không tùy tiện để cho Đồ Sát phụ thân. Dù sao, cái này có thể liên quan đến lấy tính mạng của mình. Đem mạng của mình đặt ở trên mũi đao làm cho, tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Hồng Đồ Sát, vậy ngươi muốn làm gì? Trước tiên nói rõ, phụ thân thể của ta là không thể nào, ít nhất trước mắt không có khả năng. Hừ, Tinh Hồng Đồ Sát lạnh rên một tiếng. Vậy ngươi tại ngươi đem Lâu Kim Cẩu gọi tới phía trước. Mỗi ngày ít nhất mang một cái S cấp trở lên yêu thú để cho ta giết chết. Ta cần bảo trì trạng thái tốt nhất. Đúng, nếu như là tự thân có vương cấp tinh nguyên cũng có thể. Có vương cấp tinh nguyên, ta cũng có thể tiến hóa ra một hạng độc hữu năng lực. Đến lúc đó giao đấu một đời cũng không sợ suỵt. Bạch Trạch gật gật đầu, Tinh Hồng Đồ Sát lại bổ sung. Ngoặc kép, vương cấp tinh nguyên nhất định muốn hoàn mỹ nhất, không cần nội bộ năng lượng không trọn vẹn. Bằng không, ta không có cách nào tiến hóa ra năng lực mới. Bạch Trạch gật gật đầu, đem những thứ này đều đáp ứng tới. Yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng, bây giờ, ngươi có thể trước tiên thay ta làm việc a. A, Tinh Hồng Đồ Sát cười lạnh một tiếng. Ngân phiếu không lốp bốp vang dội liền nghĩ để cho ta thay ngươi làm việc. Ngươi trước tiên cho ta một bộ có thể duy trì một đoạn thời gian hành động thân thể rồi nói sau. Nói, Tinh Hồng tàn sát cơ thể bỗng nhiên thẳng tắp ngã tại mặt đất. Chất lỏng màu đỏ sẫm từ trên người đi ra ngoài. Một bộ như củi khô tầm thường thi thể không đầu yên tĩnh nằm trên mặt đất. Chết trang cực kỳ thê thảm. Đoàn kia chất lỏng màu đỏ sẫm một lần nữa trở lại cái kia chất lỏng trong suốt trong bình. Mặc dù cái bình này bị hắn cho phá vỡ, nhưng bởi vì là từ ở giữa bị đánh nát, còn có nửa bình chất lỏng không có chảy ra. Cái này đoàn chất lỏng màu đỏ sẫm cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trong chất lỏng, bất động thanh sắc. Bạch Trạch đi đến cỗ này thây khô phía trước, yên tĩnh nhìn xem không nói tiếng nào. Không biết nhìn bao lâu, hắn dường như là hạ quyết định gì,
bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía chất lỏng hình dáng tinh hồng đồ sát. Ta cái này tìm một thân thể cho ngươi. Tất nhiên S cấp nhân loại đều không phù hợp ngươi yêu cầu lời nói. Cái kia SS cấp, hẳn là có thể để cho hành động một đoạn thời gian A. Phá hỏng trong bình, đoàn kia chất lỏng màu đỏ sậm giãn ra một thoáng, khi ứng bạch trạch. Bạch trạch trong lòng không nói gì. Tất nhiên cái kia tinh hồng đồ sát chỉ cần SS cấp là được, như vậy nói cách khác không nhất định phải nhân loại. Yêu thú cũng có thể. Nếu như tinh hồng đồ sát vẫn là chỉ cần nhân loại mà nói, vậy hắn nhưng là có chút khó khăn. Trong tay hắn, SS cấp nhân loại thủ hạ cũng liền mấy cái. Đều cũng là chú tâm nuôi dưỡng gần trăm năm. Bọn hắn đều giấu ở trong vô ý thành ngồi trung thượng vị trí tồn tại. Ngồi chờ hắn ra lệnh một tiếng đột nhiên gây khó khăn. Phía trước tại vô ý thành bên trong hành động, nếu không phải là không có bọn hắn, thật đúng là làm không được vụng trộm chôn giấu đồ vật. Cũng may, tinh hồng tàn sát yêu cầu cũng không khó. SS cấp nhân loại khó tìm, SS cấp yêu thú dọc theo đường tùy tiện đều có thể đụng tới một cái. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sau, bạch trạch thân hình biến mất tại chỗ. Tại chỗ của hắn, một cái nho nhỏ hình chiếu trùng từ trong chui ra, mập trắng thân thể uốn éo vài vòng. Chợt từ trong nứt ra, chết không thể chết lại. Tinh hồng đồ sát yên lặng nhìn xem một màn này. Ý thức chậm rãi khép kín. Trong quảng hàn cung, tô lên ý thức chậm rãi khôi phục. Một mắt mở ra, liền nhìn thấy lãnh vô yên cái cằm. Cho dù là từ phía dưới góc độ nhìn sang, lãnh vô yên dung mạo y nguyên vẫn là hoàn mỹ vô khuyết. Nàng cơ hồ không có trang điểm qua, nhưng khuôn mặt lại không có một điểm góc chết. Mặc kệ từ cái kia phương hướng nhìn, đều cảm thấy tịnh lệ kinh người. Nhất là lúc cười lên, càng giống như mùa xuân màu trắng khiến người tâm động siêu nhiên. Thời khắc này nàng đang tại ở trên mặt đất ngồi tiến hành tu luyện. Cho tô lên gối đùi đồng thời, cũng không có ảnh hưởng đến nàng tu luyện. Tô lên chậm rãi ngồi xuống. Lãnh vô yên trước tiên cảm ứng được tô lên động tĩnh. Lúc này gián đoạn tu luyện, mở hai mắt ra nhìn về phía hắn. Tỉnh, ân, tô điểm gật đầu. Nhìn về phía chung quanh, Đoạn Cơ Nguyệt ngay tại bên trái yên tĩnh ngồi xuống, mà Cố Thư Giao nhưng là ở bên phải, cũng tương tự tại tu luyện. Huyết Thỏ thì không ở nơi này, mà là trở lại Long Thần bên cạnh, cùng một chỗ luận chứng lấy vũ trụ hạm đủ loại kỹ thuật điều tra nghiên cứu. Tô lên trong lòng có chút hiếu kỳ, nhà đầu này, không sợ ba người khác ăn vụng, chẳng lẽ là học được quá nhiều kiến thức vật lý, theo bản năng cảm thấy hình tam giác là ổn định nhất hình dạng. Cho nên không sợ sao. Nhưng tiếc là tam nữ không chủ động, hắn nhưng là muốn chủ động. Vừa rồi tô dậy sớm bị lãnh vô yên dẫn ra, bất quá vì bên kia không lộ hãm mới chịu đựng mà thôi. Bây giờ bên kia trong thời gian ngắn còn giải quyết không được, bây giờ không động thủ chờ đến khi nào? Tô lên quay người nhìn về phía nét mặt tươi cười như xuân lãnh vô yên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lãnh vô yên nhìn thấy tô lên ánh mắt, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Trong lúc hắn muốn nhào lên, đông đông đông, quảng hàn cung bên ngoài, lãnh vô yên 25 hào ký túc xá vang lên phanh 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 tiếng đập cửa. Ấm đông hàn học tỷ âm thanh hợp thời truyền đến. Học muội, người có nhà không? Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm khoa tình ngươi cùng Cố Thư Giao. Chương 297 liên quan đến nhân loại nhiệm vụ. Tô lên làm bộ muốn phốc động tác im bặt đình chỉ, khóe mắt rút rút. Nhìn thấy tô lên bộ dáng này, lãnh vô yên lúc này cười ra tiếng. Phốc phốc, được rồi, đông hàn học tỷ tới đoán chừng có chuyện gì khẩn yếu. Đi ra ngoài trước a, chờ sự tình kết thúc lại nói, được không? Lãnh vô yên ôn nhu nói. Gặp tô lên vẫn còn có chút khí muộn, liền cười nhạt nâng lên tô lên khuôn mặt. Nhẹ nhàng tải tô lên trên gương mặt hôn qua. Tô lý do này, buồn bực trong lòng tán đi hơn phân nửa. Gặp tô lên hết giận. Lãnh vô yên lúc này mới buông hai tay ra. Nàng chỉ sợ ôn đông hàn hỏng tô lên chuyện tốt tiếp đó bị trách tội. Tô lên hóa thân thành một cái màu đen tuyền con mèo. Nhảy lên bổ nhào vào lãnh vô yên trong ngực. Ngay sau đó một giây sau liền dẫn lãnh vô yên xuất hiện ở trong ký túc xá. Lúc này cũng không thể lấy chân diện mục gặp người. Lãnh vô yên ký túc xá là nữ sinh khu cư trú. Nếu là vô duyên vô cớ thêm ra một cái nam nhân tới. Sau đó sợ là sự tình huyên náo không nhỏ. Bởi vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, dùng bộ dáng hiện tại gặp người là tốt nhất. Lãnh vô yên cưng chiều sờ lên trong ngực, tô lên nhu thuận lông tóc sau. Cười khẽ hướng đi cửa phòng.
Ngoài cửa, Ôn Đông Hàn đang cầm lấy đoạn Cơ Nguyệt tự tay ký tên ngơ ngác nhìn. Kể từ lấy được đoạn Cơ Nguyệt tự tay ký tên sau, nàng dừng lại một cái liền nhìn xem nó ngẩn người. Cuồng nhiệt mê muội, bất quá cũng chỉ như vậy. Đông Hàn học tỷ, có chuyện gì không? Lãnh Vô Yên âm thanh đem nàng từ trong trạng thái ngẩn người kéo trở về. Nàng sững sốt một chút, đem sổ ký tên thu hồi đi mới chào hỏi. Hello, Lãnh Vô Yên học muội, đã lâu không gặp. Là như vậy, vừa rồi hiệu trưởng cùng cơ chủ nhiệm đột nhiên bảo ta tới tìm ngươi. Nói có chuyện gì muốn thương lượng với ngươi, cho ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng. Ta xem một chút bọn hắn ngay lúc đó biểu lộ, giống như rất nghiêm túc, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng. Lãnh Vô Yên học muội, ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói liền mau chóng đi qua đi. Lãnh Vô Yên cúi đầu do dự, nghiêm túc, chuyện quan trọng sao? À đúng, Ôn Đông Hàn lại bổ sung, ta nghe chiến thú hệ Diêm chủ nhiệm nói, Cố Thư Giao cũng tại ngươi cái này tu luyện phải không? Diêm chủ nhiệm cũng tại tìm nàng, hẳn là cùng ngươi là cùng một sự kiện. Ân, Lãnh Vô Yên gật gật đầu, dưới bàn tay ý thức vuốt ve trong ngực đen nhánh con mèo nhu lượng lông tóc. Nàng liền tại bên trong tu luyện, chờ sau đó ta gọi nàng cùng đi. Ôn Đông Hàn nhìn thấy Lãnh Không Yên động tác, lúc này mới phát hiện Lãnh Vô Yên trong ngực ôm một con mèo. Oa, Lãnh Vô Yên học muội, ngươi chừng nào thì nuôi con mèo nha, rất đẹp trai thật ngoan ngoãn a, thế mà đều bất động. Nếu không phải là ngươi vừa rồi sờ nó, ta còn không có phát hiện đâu. Ôn Đông Hàn câu nói này cũng không có khoa trương. Không biết vì cái gì, Lãnh Vô Yên lúc đi ra, Ôn Đông Hàn cũng không có nhìn thấy con mèo nhỏ này tồn tại. Màu đen tuyền bề ngoài tất nhiên có một bộ phận nguyên nhân, nhưng cũng không biết vì cái gì, Ôn Đông Hàn kiểu gì cũng sẽ theo bản năng không đi chú ý ở đây. Nếu không phải là vừa rồi Lãnh Vô Yên theo thói quen vuốt ve, nàng thật đúng là không có phát hiện. Lãnh Vô Yên trong ngực loại này con mèo yên lặng, không nhúc nhích. Không có một chút màu tạp lông tóc lộ ra soái khí mười phần. Ôn Đông Hàn bản thân cũng là yêu thích tiểu động vật tính tình. Nhìn thấy con mèo nhỏ này, nhịn không được vươn tay ra sờ về phía đầu của nó. Tại nàng nghĩ đến, con mèo nhỏ này như vậy ngoan, sẽ không có công kích tính gì. Lãnh Vô Yên nhìn thấy động tác Ôn Đông Hàn, đang muốn mở miệng ngăn cản. Lại không nghĩ chậm một bước, chỉ thấy trong ngực con mèo hơi hơi mở ra một tia con mắt. Cái đuôi chợt vung vẩy. Ba, a, Ôn Đông Hàn liền giống bị đột nhiên tới dòng điện đánh qua, bỗng nhiên rụt về lại. Trong lòng bàn tay truyền đến tí tí đau tê dại để cho nàng nhịn không được vung lên bàn tay tới. Lãnh Vô Yên bật thốt lên muốn ra ngăn cản nuốt trở về trong bụng. Bất đắc dĩ nhìn về phía trong ngực con mèo. Con mèo khe khẽ hừ một tiếng, tiếp tục cuộn rút đi về nghỉ. Tô lên vốn là bởi vì Ôn Đông Hàn đột nhiên đến, đánh gãy chuyện tốt của hắn sinh khí đâu. Hắn không có chủ động giáo huấn nàng cũng không tệ rồi. Cái nào nghĩ ra hòa này lại còn dám đưa tay qua tới. Đây không phải muốn ăn đòn sao? Lãnh Vô Yên học muội, người con mèo nhỏ này thật hung a. Ôn Đông Hàn vung lấy tay cười khổ nói, nó không quen ngoại nhân đụng nó, ngượng ngùng. Lãnh Vô Yên vội vàng nói xin lỗi đạo, không có việc gì rồi. Ôn Đông Hàn khoát khoát tay không ngại nói, là ta muốn sờ nó. Tốt, lời nói ta đã dẫn tới, vậy ta đi trước a. Người nhớ cái kêu lên chiến thu hệ Cố Thư Giao cùng một chỗ. Ân, cảm tạ học tỷ. Ôn Đông Hàn rời đi 25 hào ký túc xá. Còn tại vẫy bàn tay, tính toán đem cái kia cỗ ngứa ngáy vứt bỏ. Thật là lợi hại miêu miêu, thế mà đem ta đánh đau như vậy, tốt xấu ta cũng là tôi. Nói được nửa câu, ấm Đông Hàn đột nhiên dừng bước, tâm thần bỗng nhiên sừng sốt. Không đúng, thực lực của nàng thế nhưng là tôi thể hệ năm thứ hai bên trong người nổi bật a. Nhưng nhục thân tố chất cũng không phải là C cấp trở xuống yêu thú có thể phá vỡ. Mèo con này là thế nào để cho nàng chịu đến đau đớn? Hơn nữa, vẫn là chỉ dùng cái đuôi tùy ý đảo qua. Cái này, ấm Đông Hàn hít sâu một hơi, ngay cả trên tay ngứa ngáy đều không để ý tới. Một bên khác, Tô Lên đem Cố Thư Giao từ trong Quảng Hàn cung kéo ra ngoài. Lãnh Vô Yên nói rõ với nàng tình huống sau. Ba người cùng hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Trên đường, Cố Thư Giao hiếu kỳ hỏi, hiệu trưởng đột nhiên gọi chúng ta quá khứ là làm gì? Lãnh Vô Yên lắc đầu, ta cũng không biết. Hai người cùng nhau nhìn về phía Lãnh Vô Yên trong ngực màu đen con mèo. Tô Lên hơi hơi mở to mắt,
lười biếng nói, nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết, Cố Thư Giao ngạc nhiên nói, lại còn có chuyện ngươi không biết. Cái này có gì kỳ quái? Tô Lên đổi một tư thế thoải mái tiếp tục nằm. Ta cũng không phải toàn trí toàn năng, làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện. Giống như phía trước ta không biết ngươi nguyên lai là Quan Âm chuyển thế. Cố Thư Giao lúc này sắc mặt trở nên đỏ bừng. Nói chuyện phiếm ở giữa. Ba người đã tới đạo phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa. Đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy bên trong chỉ có hiệu trưởng Viên Hồng, Chiến Thú hệ chủ nhiệm khoa Diêm Xà Thân cùng Tôi Thể hệ chủ nhiệm khoa Cơ Rít Gào Hồng ở đây. Hai cái khác hệ chủ nhiệm đều không có ở đây. Tựa hồ sau đó nói chuyện, là chuyên môn vì Lãnh Vô Yên cùng Cố Thư Giao chuẩn bị. Hai người liếc nhìn nhau, đi thẳng tới ba người trước mặt. Hiệu trưởng hảo, chủ nhiệm hảo, nhân hai, hai người đồng thời nói, hết sức ăn ý. Cố Thư Giao ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Xà Thân cùng Viên Hồng, không biết hiệu trưởng cùng lão sư tìm ta cùng Lãnh Vô Yên tới làm gì. Có chuyện gì không? Viên Hồng cười nói, kỳ thực cũng không phải chúng ta tìm các ngươi. Cố Thư Giao cùng Lãnh Vô Yên sững sờ. Không phải bọn hắn tìm, đó là ai? Trong ngực, Tô Lên hóa thành con mèo hai mắt hơi hơi mở ra một tia. Ta cũng không cùng các ngươi vòng vo. Viên Hồng đi thẳng vào vấn đề mà nói đảo. Kỳ thực là Vô Úy Thành bên kia tìm các ngươi. Vô Úy Thành, duy nhất thiên cấp thành thị. Cố Thư Giao có chút giật mình. Vô Úy Thành tìm các nàng làm gì? Bên kia đột nhiên có nhiệm vụ phía dưới phát, cần dùng đến các đại địa cấp thành thị tinh anh chi tử thi hành một cái nhiệm vụ. Một cái, cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Viên Hồng nghiêm túc nói. Dựa theo thông báo người miêu tả, nhiệm vụ này liên quan đến lấy nhân loại sau này. Chương 298 Vô Úy Thành thay đổi nhân loại nguy cơ. Cố Thư Giao trong lòng rung mạnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lãnh Vô Yên trong lòng hơi động, cau mày một cái. Trong ngực Tô Lên nhưng là hoàn toàn mở to mắt, hướng hiệu trưởng Viên Hồng liếc mắt nhìn. Cố Thư Giao mở miệng hỏi. Hiệu trưởng, trong Vô Úy Thành cường giả vô số, người tài ba khắp nơi. Nếu như ngay cả Vô Úy Thành đều không biện pháp hoàn thành, đều phải phía dưới phát tới lời nói. Vậy chúng ta như thế nào có thể có năng lực đi hoàn thành cái này liên quan tới vận mạng loài người nhiệm vụ? Bởi vì, Viên Hồng nhìn về phía Cố Thư Giao cùng với Lãnh Vô Yên. Các ngươi không phải Vô Úy Thành người. Cố Thư Giao trên mặt kinh ngạc. Bởi vì các nàng không phải Vô Úy Thành người, cho nên mới có thể đi hoàn thành. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, nhiệm vụ này Vô Úy Thành người không có cách nào giải quyết? Hoặc có lẽ là không thể dùng Vô Úy Thành người đến giải quyết. Nhiệm vụ này, đến cùng là cái gì? Hiệu trưởng, người nói thẳng a. Lãnh Vô Yên vuốt ve trong ngực mèo đen từ tốn nói. Viên Hồng liếc mắt nhìn Lãnh Vô Yên trong ngực mèo đen, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lãnh Vô Yên lúc nào dưỡng mèo? Hắn không có để ý chuyện này, mà là nghiêm túc đem nhiệm vụ này ngọn nguồn tình huống nói đúng sự thật. Thì ra, nhiệm vụ này hết thảy nguyên nhân toàn bộ là đều là bởi vì một người. Viêm Tu Hoa, tại lần trước ra ngoài trả thù yêu thú thời điểm, Viêm Tu Hoa tướng quân lấy lực lượng một người, cứng rắn giết tới 100 cái SS cấp yêu thú yêu đế. Liền SS cấp yêu đế, đều giết chết mấy cái. Chờ báo thù cường độ, vốn lấy mặt chữ thiệt hại đến xem. Kỳ thực nhân loại quốc độ bên này vẫn là kiếm. Dù sao nhân loại quốc độ thương vong nghiêm trọng nhất chính là quân võ thành. Nhưng cũng bất quá là chết một cái SS cấp thiên kiêu, cùng với một cái hủy diệt gia tộc. Không cần mấy chục năm, liền sẽ có tân sinh thế lực một lần nữa thay thế. Mà yêu thú bên kia chỉ là SS cấp đều đã chết trên 100 cái. Liền SS cấp yêu đế, cũng gãy kích không ít. Nhưng tình huống thực tế lại không thể như thế so. Thế giới này, bị yêu thú kinh doanh 500 năm, SS cấp yêu đế đâu chỉ phàm kỳ. Tuy nói đại bộ phận yêu đế cũng không hỏi thế sự, khinh thường cùng nhân loại chiến đấu. Nhưng chỉ cần bọn hắn vẫn là yêu thú, chính là nhân loại tiềm tàng địch nhân. Mà nhân loại quốc độ bên này, chiếm giữ một khối thổ địa gian khổ sinh tồn. Ở thời đại này bên trong, không ai là vô dụng. Thiếu một cái SS cấp ngôi sao tương lai, sau đó mang tới ảnh hưởng sẽ là cực lớn. Cho nên chân chính ý nghĩa đến xem, nhân loại quốc độ bên này vẫn là thua thiệt. Vốn là, Viêm Tu Hoa là dự định nhiều săn giết một đoạn thời gian. Nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên có một ngày, hắn cảm thấy săn giết yêu thú cũng không có tác dụng gì. Loại này ngươi giết ta, ta giết ngươi chiến đấu, lộ ra rất là vô vị.
Sinh ra ý nghĩ này sau đó, Viêm Tu Hoa Tâm bên trong còi báo động vang lớn. Hắn coi như là cái này thế giới một cái duy nhất SSS cấp ngự thú sư. Chiến thú vẫn là sử thượng không một ngũ trảo kim long. Bản thân vị trí, chính mình mỗi tiếng nói cử động cũng là đại biểu cả nhân loại quốc độ. Sinh ra ý nghĩ này, chẳng phải mang ý nghĩa nhân loại quốc độ trên thế giới này có cũng được mà không có cũng không sao sao. Đối với cái này, Viêm Tu Hoa lúc này ngừng sát lục, cực tốc trở về Vô Úy Thành. Hắn không rõ, tại sao mình lại có loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ là trong chiến đấu vô thanh vô tức bị ảnh hưởng đến tâm cảnh. Quanh người hắn hộ thể kim long có thể ngăn cách trong thế giới này cơ hồ toàn bộ yêu thú tâm linh loại công kích. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian dài mổ giết, cũng không khả năng, so cái này còn rất dài chém giết cũng đã có, như thế nào hết lần này tới lần khác hiện tại trong lòng liền dâng lên cảm giác này. Chăm nghĩ không thể lý giải Viêm Tu Hoa không còn nghĩ lại. Dứt khoát ngừng chiến đấu trở lại Vô Úy Thành. Kết quả, trở lại Vô Úy Thành sau đó, loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Đối với cái gì đều không có chút hứng thú nào đồng dạng. Loại ý nghĩ này dần dần ảnh hưởng đến tính cách của hắn. Đem hắn tự tinh thần phấn chấn hướng lên tính cách kéo đến cuộc đời không còn gì đáng tiếc, được ngày nào hay ngày ấy siêu cấp ngã ngửa người tâm tính bên trong. Gặp loại biến hóa này là không bị hắn khống chế, không thể người vì thay đổi thời điểm. Tại sự tình chuyển biến xấu đến tình huống nghiêm trọng nhất phía trước. Viêm Tu Hoa bí mật tìm tổng chỉ huy dài nói chuyện một đêm. Ngày thứ hai Thái Dương mới lên, vị này nhân loại thủ hộ giả liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cho tới bây giờ, đều không tin tức, mà sau cái kia, tổng chỉ huy dài cũng không biết thế nào. Một mực yên lặng đến hôm qua, mới đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ này. Yêu cầu trước 10 tất cả trường cao đẳng, phái ra trong trường học kiệt xuất nhất học sinh đến đây Vô Úy Thành. Điều tra Viêm Tu Hoa tướng quân biến mất nguyên nhân, đem sự tình chân tướng đều sau khi giải thích xong. Cái này liền Lãnh Vô Yên cùng Tô Lên cũng bị mất loại kia đạm nhiên hoặc lười biếng bộ dáng. Lãnh Vô Yên khẽ ngâm, Tô Lên trầm tư, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Nhiệm vụ này, rất nghiêm trọng, như viên hồng. Cái này đích xác là dính đến cả nhân loại quốc độ an nguy nhiệm vụ. Phải biết, Viêm Tu Hoa tồn tại, làm cho nhân loại quốc độ có thể sinh sôi thở dốc mấy chục năm. Mấy chục năm qua, nhân loại quốc độ không ngừng mở rộng. Ngoại trừ trước đây yêu thú tập kích học sinh sự kiện, cơ hồ không có lại phát sinh cùng một chỗ yêu thú đổ thành sự kiện. Đây hết thảy, mặc dù không biết Viêm Tu Hoa là thế nào làm đến, nhưng quả thật là hắn làm. Nhưng nếu là Viêm Tu Hoa xảy ra chuyện, cầm tạm thời an bình tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Bọn hắn nhất định đem trở lại trước đó lo lắng hãi hùng cục diện. Dù sao, nhân loại quốc độ còn không có chân chính làm tốt, đối mặt một đám yêu đế tập thể tấn công chuẩn bị. Lãnh Vô Yên nhìn về phía Viên Hồng, cái kia Vô Úy Thành bên kia, liên quan tới Viêm Tu Hoa tướng quân tình trạng, còn có ngoài ra miêu tả sao? Tô Lên cũng là nhìn về phía Viên Hồng, tin tức hiện tại quá ít, hắn cũng có chút không có chỗ xuống tay. Không có, Viên Hồng lắc đầu, tiếp đó lại chợt nhớ tới chuyện gì tới, bất quá có một việc, ta rất kỳ quái. Chuyện gì? Cố Thư Giao hỏi, đó chính là dựa theo ta tại Vô Úy Thành bằng hữu đã nói với ta đầy miệng. Tại Viêm Tu Hoa tướng quân từ phòng tổng chỉ huy sau khi ra ngoài. Hắn từng tại trên đường nhìn thấy qua Viêm Tu Hoa tướng quân. Chỉ là thời điểm đó hắn tựa hồ xảy ra thay đổi rất lớn. Cả người trở nên sầu não uất ức, âm trầm không thôi. Giống như được bệnh trầm cảm như vậy, trong mắt cũng không có tia sáng một dạng. Nếu không phải là lúc đó Viêm Tu Hoa tướng quân còn không có đem hắn cái kia một thân chiến phục cởi. Ta bằng hữu kia cũng không dám tin tưởng người kia chính là hắn. Tô Lên nghe xong khẽ nhíu mày. Bệnh trầm cảm, ánh mắt tối tăm, nỗi lòng rơi xuống. Không còn muốn sống, dựa theo Viên Hồng đối với nhiệm vụ miêu tả theo sau mặt ngoài định mức bổ sung. Tô Lên trong lòng nhanh chóng chuyển qua tất cả nỗi lòng. Chỉ là, tình báo hay là không đủ, coi như Tô Lên mưu kế hơn người, bây giờ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Lúc này, Cố Thư Giao phát hiện không hợp lý chỗ. Ai, hiệu trưởng, người không phải nói nhiệm vụ này muốn các đại trường cao đẳng đệ tử kiệt xuất tham gia sao? Nhưng tại sao không đi chọn lựa cấp cao học trường học tỷ A? Hai ta mới năm thứ nhất ai? Người để chúng ta đi có phải là thật là quá đáng hay không? Ách, Viên Hồng còn chưa lên tiếng, một bên Diêm Xà Thân cười tủm tỉm nói.
đây không phải nhìn thấy ngươi tại tân sinh xếp hạng trong cuộc so tài biểu hiện cực kỳ ưu dị đi. Hơn nữa Lãnh Vô Yên đồng học cũng tại lần trước nhiệm vụ bí mật bên trong biểu hiện xuất sắc. Cho nên, cái kia cũng không đúng. Cố Thư Giao ngắt lời nói. Ta cùng Không Yên coi như biểu hiện ưu dị đi nữa. Đơn ngạnh thực lực cũng không phải cấp cao các học trường học tỷ đối thủ a. Cái này, Diêm Xà Thân có chút phiền khó khăn. Như thế nào nha đầu này bình thường như vậy thông minh, lúc này lại thẳng thắn nữa nha. Đi, Thư Giao, bọn hắn sở dĩ sẽ chọn hai người các ngươi, là bởi vì ta tồn tại. Lãnh Vô Yên trong ngực mèo đen bỗng nhiên miệng ra nhân ngôn, chậm rãi duỗi cái chặn ngang đứng lên nhìn về phía Viên Hồng ba người. Ta nói không tệ a, Viên Hồng.